Chương 1031, Thần Thông Sơn Băng. Lục đại tiên thuật của Tiên Đế Bạch Phàm, thì ba thức đầu Vương Lâm đã hiểu rõ toàn bộ. Thanh Thủy cũng từng nói, uy lực của ba thức thần thông sau vượt xa xa ba thức đầu, đủ để kinh thiên động địa. Mà thuật Sơn Băng này chính là thức thứ nhất trong ba thức đó. Sơn Băng chính là lấy ý khi một ngọn núi trong thiên địa sụp đổ. Nói thì đơn giản như vậy nhưng thực tế thì cực kỳ phức tạp. Sơn có sơn hồn, nếu chỉ là sơn thể sụp đổ mà không có hồn, thì uy lực của nó cũng chỉ rất tầm thường chỉ có cả linh hồn và thể xác đồng thời sụp đổ mới có thể có được lực lượng của sơn băng ở trong những dãy núi bộc phát ra uy lực của tiên thuật sơn băng chỉ là đây cũng mới là bước đầu tiên mà thôi thuật sơn băng chân chính phải như thanh thủy ở nơi không có núi non lấy tâm thần biến ảo thành núi lấy đó làm sơn thế lại lấy tiên lực dung nhập vào thần niệm hóa thành sơn hồn sơn băng cũng chính là khiến thần niệm và tiên lực sụp đổ mượn lực này dung hợp cùng thiên địa biến ảo ra vô số ngọn núi từ giả biến thành chân thật có được đại thần thông khi thiên địa sụp đổ mấu chốt của tiên thuật sơn băng này không phải là sơn thể và sơn hồn thế nào cũng không phải là do tâm thần biến ảo ra lại càng không phải là khi thần niệm và tiên lực sụp đổ mà là ở chữ chân thật như thế nào khiến cho một cảnh hư ảo lại trở thành một sự kiện chân thật đó mới chính là trọng điểm của thuật sơn băng cũng là thứ khó nhất của nó nhìn núi lửa phía xa xa bộc phát cảm thụ ý niệm khi sụp đổ của núi lửa vương lâm mở to đôi mắt lộ ra một tia mê mang uyển nhi rốt cục cái gì là thật cái gì là giả đây câu hỏi của vương lâm không có ai có thể trả lời hắn yên lặng nhìn về phía xa xa cảm thụ mọi dao động của thiên địa lông mày dần dần nhíu lại thần niệm biến ảo ra ngọn núi như thế nào mới có thể trở nên chân thật điểm này thanh thủy cũng không có nói rõ ràng cho vương lâm mà ở trong tâm thần của vương lâm dường như đã hiểu được một chút nhưng rất mơ hồ Tựa hồ hết thảy là thanh thủy muốn cho Vương Lâm tự mình hiểu ra, chứ không phải muốn truyền thừa cho hắn. Thật giả, có phải cũng giống như sinh tử, nhân quả? Vương Lâm lại nhắm mắt lại một lần nữa, không ngừng suy tư. Bên ngoài thân thể hắn, núi lửa không ngừng bộc phát, càng ngày càng kịch liệt, những ngọn núi lửa ở phía xa hơn cũng bị tác động mà bộc phát. Tuy trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía xung quanh Vương Lâm hầu như đã bị bao phủ bởi dung nham nóng chảy vô tận, liên kết thành một biển dung nham nhìn không thấy tận cùng thời gian dường như trở thành vĩnh hằng cũng không biết bao lâu sao vương lâm lại một lần nữa mở mắt trong mắt vẫn có vẻ mê man hắn trầm mặc tay phải vung lên quan tài trước mặt một cái lập tức chiếc quan tài liền hóa thành một luồng sáng rồi tan biến vương lâm đứng dậy không ngờ trực tiếp nhảy thẳng vào miệng núi lửa dung nham nóng chảy nồng đậm phun ra nhưng không cách nào ngăn cản được thân ảnh của vương lâm hắn ở trong dung nham nóng chảy không ngừng lao đi dần dần tới được chỗ thâm sâu trong núi lửa khoanh chân ngồi ở nơi này hai tay vương lâm bắt quyết bỗng nhiên vung lên hướng về hai phía hai mắt hắn tỏa sáng sau đó lại nhắm mắt một lần nữa ta không cần quan tâm tới thật giả chuyện thế gian này không có thật vậy thì hiển nhiên sẽ không có giả thật và giả chỉ là một loại tồn tại thật cũng tốt mà giả cũng tốt đều là tương đối giống như sinh tử vậy nếu thế gian này đã không có sinh như vậy hiển nhiên là không có tử đã không có nhân thì cũng sẽ không có quả Mặc Chí trước đây đã từng nói, hết thảy ý cảnh đều là do tâm thần cảm ngộ, hết thảy đều là do tâm động mà xuất hiện. Trong khoảnh khắc khi hai mắt Vương Lâm nhắm lại, lập tức hỏa nguyên lực toàn thân hắn âm ầm vận chuyển, từ trong cơ thể điên cuồng lao ra, cùng với dung nham nóng chảy dung hợp, dần dần hòa thành một thể. Dường như giờ khắc này hắn chính là dung nham nóng chảy vậy. Sau khi dung hợp với dung nham, hỏa nguyên lực của Vương Lâm lại một lần nữa tràn ngập, bao vây dung nham của núi lửa một lần nữa, lại dung hợp một lần nữa với dung nham. Tiếp theo, hỏa nguyên lực của Vương Lâm tản ra, dung hợp cùng với cả núi lửa, khói đen cuồn cuộn, thậm chí cả hỏa nguyên lực trong thiên địa. Trong nháy mắt, tất cả đều hợp lại làm một. Cùng lúc này Vương Lâm cảm nhận được một luồng khí tức tăng thương từ trong núi lửa truyền ra. Khí tức tăng thương này chính là hồn của núi lửa. Hồn phách mang khí tức tăng thương của núi lửa khi nguyên thần của Vương Lâm dung nhập vào khiến cho hắn lờ mờ thấy được một bức họa. Hắn thấy được một tinh cầu bị thiêu đốt, mặt đất chấn động, dần dần mà sinh ra một ngọn núi bên trong ngọn núi này tràn ngập hỏa nguyên lực năm tháng trôi đi hỏa nguyên lực này dần dần trở thành nham thạch nóng chảy cuối cùng sau khi đạt tới cực hạn đỉnh núi sụp đổ nham thạch nóng chảy nồng đậm phun ra hắn sau khi thấy ngọn núi này bộc phát liền dần dần ổn định trở lại lại thấy một vài loài mãnh thú có thể sinh tồn ở nơi này gào thét chạy qua thấy được một đám đệ tử của chu tước thánh tông bay ngang cùng với sóng nhiệt thổi tới lại có hạt giống của một vài loại thực vật có thể sinh sôi ở nơi này rơi vào ngọn núi, dần dần hóa thành những cây cỏ đỏ đậm. Trên cả ngọn núi đã suy tàn lại một lần nữa tràn ngập sinh cơ, không ngừng tuần hoàn, không biết đã trải qua bao lâu, động đất lại bắt đầu, ngọn núi lửa này lại bộc phát một lần nữa. Thời gian mấy vạn năm lại một lần nữa thoáng qua trước mắt Vương Lâm. Dần dần Vương Lâm dường như đã quên bản thân mình là một tu sĩ, dường như thật sự trở thành ngọn núi lửa này, trở thành linh hồn của nó. Núi lửa mỗi lần phun trào, dường như đều là một lần hắn thổ lộ. Vương Lâm bất chi bất giác minh ngộ. Ta, chính là núi lửa. Cơn giận của ta, chính là khi núi lửa phun trào. Cùng với minh ngô, tâm thần của Vương Lâm đột nhiên điên cuồng tràn ra bốn phía. Trong nháy mắt, tất cả núi lửa ở bốn phía toàn bộ đều nằm trong tâm thần Vương Lâm. Tâm thần hắn cùng phân tán ra, dung nhập với những ngọn núi lửa trong đó, cùng với sơn thể dung hợp, chạm tới sơn hồn, lại càng có nhiều hình ảnh tràn ngập trong óc Vương Lâm. Hắn thấy càng nhiều ngọn núi lửa phun trào, cảm nhận được càng nhiều sơn hồn, sau đó nguyên thần lại tản ra một lần nữa, dần dần tràn ngập tất cả núi lửa trên tinh cầu. Giờ khắc này hắn dường như phân thân thành mấy ngàn, mỗi một phân thân đều là một ngọn núi lửa. Ấy, một trưởng lão của Chu Tước Thánh Tông đang ngồi đả tọa đột nhiên mở mắt nghi hoặc, sau đó lập tức nhìn về hướng ngọn núi lửa Vương Lâm đang ngồi. Là Thánh Hoàng, luồng khí tức này tang thương nhưng lão giả thân là trưởng lão, tu vi đạt tới toái niết, hiển nhiên là ngay lập tức nhận ra. Nhưng trong lòng hắn lại đang cực kỳ khiếp sợ hắn khiếp sợ là vì luồng khí tức này đúng là của thánh hoàng nhưng hoàn toàn bất đồng với tu sĩ nho nhỏ trong trí nhớ của hắn trước đây hắn coi vương lâm cũng chỉ là một tu sĩ khuy niết tu hành không tới hai năm mà thôi đám trưởng lão bọn họ tuy rằng ngoài mặt đều đồng thời thừa nhận vương lâm nhưng trên thực tế trong tâm lý lại có hơi không cam lòng nhưng hiện tại trong khí tức này ẩn chứa tăng thương cho dù là hắn thì ở trước mặt khí tức này dường như cũng chỉ là một tiểu bối trong sự kinh hãi lão giả lập tức nhảy lên bay tới không trung lại thấy ba trưởng lão khác ở ba tu chân tinh khác cũng đã xuất hiện ba người kia cũng lộ vẻ khiếp sợ hiển nhiên là điều phát giác ra như lão giả này cũng trong nháy mắt này tất cả đệ tử của chu tước thánh tông trên tu chân tinh đều bừng tỉnh từ trong đả tọa bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng trong tích tắc vừa rồi dường như có một cỗ thần niệm cực kỳ tang thương quét qua nếu chỉ như thế thôi bốn đại trưởng lão cũng chỉ mới chấn kinh nhưng cảnh tượng phía sau lại khiến cho họ phải hít sâu một hơi. Thần niệm này quét ngang, tràn ngập cả tu chân tinh. Đột nhiên tất cả núi lửa trên tu chân tinh này dường như cùng thức tỉnh, không ngờ đồng loạt bộc phát. Trong tiếng động ầm ầm vang động, cả tu chân tinh này đều run rẩy, cả thiên địa cũng dường như chìm trong tiếng động ầm ầm này. Cũng trong giờ khắc này, khí tức tăng thương trong thần thức tăng vọt, dường như sau khi tập hợp toàn bộ núi lửa, nó đã có được một cảm giác trải qua tháng năm đằng đẵng vậy bầu trời bị một màn sương khói đen kít bao phủ, mặt đất tràn đầy dung nham nóng chảy. Lúc này sắc mặt bốn trưởng lão đều đại biến. Tất cả đệ tử Chu Tước Thánh Tông lập tức rời khỏi tu chân tinh này. Một tiếng gầm nhẹ từ trong miệng một trưởng lão phát ra như sấm đánh. Sau đó liền thấy một đám tộc nhân của Chu Tước Thánh Tông bay lên, thẳng lên tinh không. Bốn lão giả này cũng lao ra, mang theo tất cả tộc nhân trên tu chân tinh này, toàn bộ xông ra ngoài. Ở trong tinh không, mọi người đều lộ vẻ kinh hoàng bọn họ hầu như tất cả thậm chỉ còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Sắc mặt bốn lão giả cực kỳ âm trầm, trong lòng đối với Thánh Hoàng rất bất mãn. Nhưng trong nháy mắt khi sự bất mãn của họ vừa xuất hiện, lập tức thần thức nọ đã tràn ngập tu chân tinh lập tức khoét tán ra, không ngờ lại vươn cả vào trong tinh không, lướt qua đám tộc nhân của Chu Tước Thánh Tông, ở trong tinh vực bị thiêu đốt không ngừng khoét tán. Dưới sự mở rộng của thần thức, lại có một đám tu chân tinh bị dung hợp. Cỗ khí tức tăng thương kia lại càng nồng đậm hơn, ở tu chân tinh này cũng bay ra đông đảo tộc nhân của Chu Tước Thánh Tông, vẻ mặt kinh hoàng. Thần thức này tràn ngập, cuối cùng tất cả tu chân tinh trong tinh vực đều bị dung hợp, không ngừng lớn mạnh lên. Dần dần một cỗ thần thức khổng lồ không thể tưởng tượng xuất hiện trong tinh vực bị thiêu đốt này. Tất cả tộc nhân của Chu Tước Thánh Tông đều từ trong các tinh cầu bay ra, còn có cả đám người của Vương Lâm là đầu to cũng vậy. Ngay lúc này, ở đông bộ của liên minh tinh vực thuộc Tứ Thánh Tông, bên ngoài tinh vực bị thiêu đốt của Chu Tước Thánh Tông một trận sóng ngợn lan ra, sau đó từ trong đó đi ra một người. Người này là một lão giả, mái tóc bạc trắng, trên người mặc hồng bào. Nếu Vương Lâm nhìn thấy chắc chắn liếc mắt một cái là nhận ra hắn, hắn chính là Viêm Lôi tử. Cơ hồ khi hắn vừa xuất hiện, lập tức ở phía xa xa cũng xuất hiện sóng ngợn, sau đó một người khác đi ra. Người này vừa xuất hiện liền có một cỗ hàn khí âm lãnh tỏa ra. Đây là một nam tử trung niên mặc thanh sam, nhìn cực kỳ anh tuấn nhưng sắc mặt tái nhợt, trông y như người chết. Trên người hắn chuyển ra dao động tu vi khiến cho đồng tử của Viêm Lôi tử có rút lại. "La Thiên Viêm Lôi tử." Ánh mắt lạnh như băng của nam tử trung niên kia khẽ quét tới. Một trong cửu vương của Thi Âm Tông, chỉ không biết là người thứ mấy. Tiếng nói của Viêm Lôi tử bình tĩnh nhưng hai mắt lại nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên. Chương 1032: Sát khí. Trong tinh vực của Chu Tước Thánh Tông, giờ phút này tất cả các tu chân tinh đều tràn ngập thần thức mang theo khí, tức tăng thương kia lại càng khiến cho tất cả các trưởng lão của chu tước thánh tông khiếp sợ không thôi bọn họ cho dù có tu vi cao thâm không thể nào tưởng tượng nổi tân thánh hoàng rốt cục là tu luyện thứ thần thông gì không ngờ lại có thể đạt tới tình trạng khiến người ta nghe mà sợ hãi tới mức này với kiến thức và tu vi của bọn họ căn bản không thể biết và giải thích nổi sự cường đại của thần thông tiên đế bạch phàm cũng là điều hợp lý thần thức của vương lâm vốn không thể bao trùm xa như vậy nhưng giờ phút này đã quên hết tất cả hóa thân thành hồn phách của núi lửa lại cùng dung hợp với cả tu chân tinh nương theo hồn lực của núi lửa không ngừng lan tràn ra mới có thể làm ra cảnh tượng này hết thảy chuyện này cuối cùng đều là do thần thông sơn băng của tiên đế bạch phàm giờ phút này thần thức của vương lâm đã tập hợp tất cả tu chân tinh trong chu tước thánh tông do đó mọi người đều cảm thấy thần thức này ẩn chưa tăng thương hàng vạn vạn năm đủ để khiến cho bọn họ tan rã thậm chí lúc này tất cả tộc nhân của chu tước thánh tông bao gồm cả các trưởng lão đều bị thần thức của vương lâm bao vây bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng khí thức trong thần thức này cơ hồ khiến cho mỗi một trưởng lão đều khiếp sợ không thôi sự bất mãn trong lòng bốn trưởng lão xuất hiện sớm nhất lúc này đã hoàn toàn biến mất chỉ còn lại rung động không ngừng tăng lên nếu không có nhân thì hiển nhiên thì không có quả vì vậy sẽ không sinh ra nhân quả nếu đã không có sinh thì hiển nhiên không có tử đã không có sinh tử thì đó là vĩnh hằng nếu không có thật thì cũng không có giả thật và giả chỉ là một ý niệm thần niệm tang thương quanh quẩn trong thần thức rơi vào bên tai mỗi người hóa ra là như thế chỉ là một ý niệm mà thôi khó trách thanh thủy sư huynh lại không nói rõ cảm ngộ chi tiết hết thảy ta đều đã minh bạch rồi cùng với thần niệm quanh quẩn vương lâm phảng phất như thức tỉnh mà trong tích tắc khi hắn thức tỉnh tinh vực bị thiêu đốt này ầm ầm chấn động mỗi một tinh hồn của tu chân tinh đều lan ra núi lửa trên đó trong nháy mắt bộc phát toàn bộ tất cả núi lửa trong các tinh cầu ở tinh vực đồng loạt bộc phát lập tức khiến cho tiếng chấn động ẩm ẩm vang vọng khắp nơi cũng trong giờ khắc này viêm lôi tử và đệ tam vương của thi âm tông bước vào trong tinh vực bị thiêu đốt trong nháy mắt khi tiến vào nơi này đôi mắt của đệ tam vương của thi âm tông đột nhiên sáng bừng lộ ra vẻ không thể tin nổi lấy tu vi của hắn ngay lập tức có thể cảm nhận được trong tinh vực này tồn tại một thần thức vô cùng mênh mông thần thức này mạnh đủ để kinh thiên động địa dù hắn cũng không khỏi phải hít sâu một hơi theo hắn thấy dường như lúc này đang phải đối mặt không phải là một người mà là một tinh vực đã tồn tại qua hàng vạn vạn năm. Cái loại cảm giác năm tháng tang thương này cho dù là hắn, cũng như thấy mình biến thành một tiểu bối. Chu Tước Thánh Hoàng. Người đầu tiên hiện lên trong đầu nam tử trung niên chính là Chu Tước Thánh Hoàng, mà hắn chưa bao giờ gặp mặt nhưng lại cảm thấy dường như không giống. Theo tin tức do Lý Oánh Chi báo cáo thì tân Chu Tước Thánh Hoàng thời gian tu hành rõ ràng là không dài, hiển nhiên không thể như thế này. Chẳng lẽ là lão Chu Tước Thánh Hoàng? Đồng tử trong mắt trung niên nhất có rút lại, thần sắc cực kỳ cẩn thận đồng thời tiến vào còn có viêm lôi tử sắc mặt lập tức biến đổi hắn hầu như lập tức cảm nhận được tinh vực đang bốc cháy có một thần thức khổng lồ khiến hắn kinh tâm động phách đây đây là ánh mắt của viêm lôi tử hiện ra vẻ khiếp sợ không thể tin nổi theo hắn thấy thần thức này mạnh tới mức không thể hình dung nổi dường như một tu sĩ không thể có được trong một khắc khi hắn cảm nhận được thần thức này vương lâm tự nhiên cũng cảm nhận được viêm lôi tử và nam tử trung niên kia thần thức ầm ầm vận động hướng về phía hai người cuốn tới thần thức hắn vừa động khiến cho cả tinh vực nổi lên tiếng xâm ầm ầm cũng khiến cho ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên viêm lôi tử từ trong thần thức đó truyền ra một đạo thần niệm vang vọng trong tinh vực viêm lôi tử hít sâu một hơi thần niệm này hắn hơi quen thuộc thậm chí là thần thức hắn cũng thấy quen trong lòng hắn đã có ước đoán chỉ là nhắn không thể tin được dự đoán trong lòng mình thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng ta chính là chu tước thánh hoàng thần niệm của vương lâm từ từ truyền tới, dẫn động cả tiếng sấm trong tinh không khiến cho tiếng động đó ầm ầm vang lên. người là vương lâm, đôi mắt viêm lôi tử mở to, trong lòng tràn ngập khiếp sợ. không chỉ có hắn mà ngay cả đệ tam vương của thi âm tông cũng như vậy. vị này hẳn là người của thi âm tông. thần niệm của vương lâm chậm rãi truyền ra, biển lửa áo tới vần quanh người nam tử trung niên và viêm lôi tử. lão phu là đệ tam vương của thi âm tông. Nam tử trung niên trầm giọng nói, thần sắc bên ngoài bình tĩnh trở lại, nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng vô luận thế nào thì đối với Chu Tước Thánh Hoàng, này hắn đã trở nên e rè rất nhiều. Hắn vốn là định tới Chu Tước Thánh Tông cẩn thận quan sát một phen, nhưng lúc này thì không cần phải quan sát nữa. Ngày trước tiểu bối lý oánh chi của thi âm tông ta từng mang một ngọc giản trở về. Lần này lão phu tới đây chính là muốn hỏi, vật trong ngọc giản đó ở nơi nào. Nếu Thánh Hoàng cho biết thì thi âm tông vô cùng cảm kích, nam nhân trung niên kia tiến về phía trước ôm quyền chậm rãi nói viêm lôi tử đè nén khiếp sợ trong lòng cũng ôm quyền nói vương chu tước thánh hoàng liệt vân tử cũng mang một ngọc giản trở về lôi tiên điện lão phu cũng muốn hỏi là nơi mà ngọc giản này nhắc tới là ở đâu đối với việc thần thức của vương lâm vì sao đột nhiên lại trở nên cường đại như vậy thì với tu vi của viêm lôi tử thoáng có thể hiểu được một chút có thể dung nhập hoàn mỹ với cả tu chân tinh trong toàn bộ tinh vực thế này thì loại thần thông ấy khiến hắn vô cùng e ngại. Sự thần bí của chu tước thánh tông một lần nữa được nâng lên trong lòng viêm lôi tử. Ta có thể nói với các người, chỗ trong ngọc giản ấy nguy cơ bốn bề, đi hay không đi là do các người tự quyết định. Thần niệm của vương lâm quanh quẩn khắp tinh không, lập tức phía trước viêm lôi tử và nam tử trung niên kia có vô số ánh sáng xuất hiện, hóa thành một bộ tinh đồ. Tinh đồ này rõ ràng thể hiện ra chu tước tinh, sau khi lóe lên, một lúc liền dần dần tiêu tán. Chu tước tinh ánh mắt viêm lôi tử lóe lên trầm giọng nói tin tức trọng yếu như vậy thánh hoàng nói cho ta biết sợ là có ý khác rồi nam tử trung niên mỉm cười bình tĩnh mở miệng nói chỉ biết là có người cần nên mượn đao giết người mà thôi thần niệm của vương lâm truyền ra đối với thi âm tông và la thiên cũng không cần giấu giếm hết thảy vốn không phải là âm mưu hay thánh hoàng quả nhiên là thẳng thắn việc này thi âm tông chúng ta nợ ngươi một món nợ ân tình nam tử trung niên ngẩn ra hiển nhiên không ngờ vương lâm trả lời như vậy sau khi cười ha hả nhìn thật sâu tới chỗ thần niệm vương lâm truyền ra ôm quyền rồi xoay người rời đi viêm lôi tử trầm mặc trong chốc lát đợi khi nam tử trung niên kia đi rồi thần sắc lộ vẻ phức tạp khẽ thở dài lão phu vẫn còn đánh giá thấp người không ngờ tới không ngờ tới vương lâm hôm nay nếu bỏ thân phận lôi tiên điện của lão phu bỏ thân phận chu thước thánh hoàng của ngươi lão phu tại la thiên đối đãi với ngươi thế nào rất tốt vương lâm trầm ngâm một chút thần niệm lại truyền ra một câu rất tốt này cũng hay lắm vương lâm lão phu chỉ muốn biết ngọc giản của ngươi rốt cục là địa phương ấy là thật hay là giả ngươi vẫn không khẳng định sao ánh mắt viêm lôi tử xứng lại trầm giọng hỏi viêm lôi tử tiền bối vương mỗ cũng không lừa gạt ngươi những gì trong ngọc giản đó hoàn toàn là thật viêm lôi tử gật đầu không nói gì thêm ôm quyền rồi hóa thành một đạo cầu vồng rời khỏi tinh vực bị thiêu đốt này Đợi sau khi hai người bọn hắn rời đi, thần thức đang tràn ngập cả tinh vực này đột nhiên sụp đổ, hóa thành vô số điểm tiêu tan trong tinh vực. Những bộ phận thuộc về linh hồn lập tức trở lại thành một tu chân tinh. Cùng lúc thần thức này sụp đổ, dẫn dắt cả tu nguyên lực của thiên địa, khiến cho tâm thần đám tộc nhân của Chu Tước Thánh Tông rung động. Trên tu chân tinh của Vương Lâm, núi lửa đã ngừng phun trào. Ở trong bên ngọn núi lửa lớn nhất, Vương Lâm chậm rãi mở hai mắt, đôi mắt hắn sáng ngời giống như có điện quang xẹt qua nham thạch nóng chảy của núi lửa. Ý cảnh của Vương Lâm là cảm ngộ sinh tử luân hồi, sau đó chuyển thành nhân quả tuần hoàn. Giờ phút này nương theo ý cảnh của Sơn Băng, bắt đầu trở thành thật giả. Một ý niệm nhân quả đại viên mãn, tu vi đốt phá khuy niết, tiến vào tịnh niết. Ý cảnh nhân quả nhờ cảm ngộ được ý cảnh của Sơn Băng mà tăng tiến, xuất hiện biến hóa ý cảnh thật giả. Thật và giả lại bất đồng với hư thực. Đây chính là đại đạo phía trước, vương lâm đứng dây bước một bước trong dung nham nóng chảy sóng gợn hiện lên trong thời gian ngắn vương lâm liền xuất hiện ở bên ngoài nhìn thiên địa trên khuôn mặt hắn dần dần lộ ra nụ cười tịnh miết vương lâm hít sâu một hơi hắn cảm nhận rõ ràng được trong cơ thể đã bất đồng với trước kia trước kia hỏa nguyên lực mà cơ thể hắn có thể thừa nhận đã tới cực hạn rồi nhưng hiện tại tâm thần vương lâm vừa động lập tức hỏa nguyên lực trong thiên địa ào ào như vũ bão ầm ầm ngưng tụ vào trong cơ thể vương lâm theo nguyên lực không ngừng chảy vào tay phải vương lâm hư không chụp một cái lập tức phía trước liền xuất hiện một cái khe ầm ầm mở ra cái khe này bất ngờ xuất hiện cũng không hề ổn định mà dường như lúc nào cũng có thể sụp đổ nhưng lập tức nguyên lực ở trong tay phải vương lâm tan đi tiếp đó chui vào trong cái khe ở bên trong không ngừng khuếch tán trong tiếng động ầm ầm cái khe càng lúc càng lớn đồng thời nguyên lực dung nhập vào đó khiến nó càng ngày càng ổn định cuối cùng đạt tới cực hạn với sự ổn định của nó lúc này sẽ không dễ dàng sụp đổ nữa túi chữ vật sau này không cần dùng tới nữa. Vương Lâm mỉm cười vỗ túi chữ vật, lập tức toàn bộ vật phẩm trong túi liền lập, tức bị hút vào trong cái khe. Cuối cùng túi chữ vật trở nên trống trơn, bị Vương Lâm miết một cái liền hóa thành cho bụi. Tay phải hắn điểm lên cái khe một cái, để lại thần niệm của mình xong, Vương Lâm liền phất tay một cái, cái khe liền biến mất. Đúng lúc này thần sắc Vương Lâm đột nhiên biến đổi, hàn quang trong mắt lóe lên, cả người nhất thời trở nên âm lãnh. Thân thể hắn bước về phía trước nửa bước, khi xuất hiện đã ở trong tinh không. Chỉ thấy phía trước hắn có một con văn thú đang gắng gượng bay tới. Văn thú này toàn thân màu tím, nhưng giờ phút này trên người nó máu tươi đầm đìa, thần sắc uể oải, hiển nhiên là đã bị trọng thương, nếu không có một cỗ ý niệm muốn về gặp chủ nhân thì sợ là đã sớm tử vong. Nhất là trên lưng văn, thú này có một vết thương cực kỳ khủng khiếp không ngừng tỏa ra khí màu xanh, thậm chí cái vòi dài của nó lúc này cũng đã bị gãy. Văn thú nhìn thấy Vương Lâm, rên rỉ một tiếng, bay về phía hắn. Tay phải Vương Lâm vỗ lên lưng văn thú một cái, lập tức khí xanh tiêu tan. Tay trái hắn chụp một cái vào hư không, phía trước liền xuất hiện một cái khe, từ trong đó liền bay ra rất nhiều đan dược, đút cho văn thú. Cùng lúc đó thần thức hắn tỏa ra, chui vào trong đầu văn thú xem ký ức của nó. Lúc này sắc mặt hắn trở nên âm trầm, một cỗ sát khí ngập trời ẩm ẩm bộc phát, các ngươi muốn chết. Chương 1033, Vân Hải, vị trí trung tâm liên minh tinh vực trong một tinh vực tràn đầy đá vụn có ba người thanh niên áo vàng đang cẩn thận đi về phía trước bộ dạng của ba người này có chút chật vật một người trong số đó trên đùi phải có một vết thương thấy cả xương dù đã được băng bó nhưng vẫn có máu gì ra làm vẻ mặt người này trở nên cực kỳ tái nhợt hai người còn lại cũng bị thương đặc biệt là người ở giữa đang cầm trong tay một cây hương trên ngực phải kẻ này giống như là có một lỗ thủng xuyên thẳng qua lúc này máu tươi liên tục chảy ra người này bắt buộc phải cắn răng cố gắng nhưng thân thể không thể không để cho một người khác dìu. Sau lưng hắn là một đám hơn 10 con văn thú, đám văn thú này cũng có những vết thương nhẹ nhưng không ảnh hưởng đến hành động. Ánh mắt đỏ bừng của đám văn thú này đang nhìn chằm chằm vào đám người phía trước, nhưng thân thể của chúng lại bị những luồng khói của cây hương này tỏa ra dụ đi theo. Đáng chết, để cho ấu trùng của văn thú vương chạy mất. Nếu có thể mang nó về Vân Hải thì chỉ cần một con ấu trùng của văn thú vương là có thể đổi được một bình thiên suy dịch cực kỳ quý hiếm của Ám Tinh Tông. Người thanh niên trên đùi có vết thương khẽ mắng một câu, vẻ mặt có chút không cam lòng. Câm miệng, văn thú vương khổng lồ kia nhất định được người ta nuôi, có thể làm cho văn thú là loài gây ra mưa gió trong vân hải phải thuần phục, đặc biệt lại có thể thu phục được văn thú vương khổng lồ, thì kẻ nhất định phải là đại thần thông trong liên minh tinh vực. Ba người chúng ta phải nhanh chóng quay về tụ tập cùng trưởng lão, nếu không một khi bị kẻ đại thần thông kia phát hiện ra, thì hậu quả khó có thể tưởng tượng nổi. Người thanh niên mà ngực bị thủng một lỗ đang cầm cây hương trong tay dùng giọng tàn khốc nói. Không ngờ tất cả đều thuận lợi, nhưng sau khi ra khỏi liên minh tinh vực, thì văn thú vương khổng lồ kia lại giải thoát làm tất cả văn thú, đều phản kháng. Nếu không tiêu hao mất đi hai cây văn hồn hương, thì sợ rằng ba người chúng ta còn không kịp đưa đám văn thú này đi, mà ngược lại sẽ bỏ mạng bên dưới mũi của nó. Đáng tiếc là văn thú vương khổng lồ kia lại chạy mất. Nhưng chỉ cần bắt được mười mấy con văn thú, khổng lồ này thì đã đủ để ba người chúng ta tìm được những lợi ích kinh thiên rồi. Dù là trong thiên môn tông, địa vị của ba người chúng ta sẽ có sự khác biệt lớn. Người thanh niên áo vàng cuối cùng dùng ánh mắt tham lam nhìn một đám hơn 10 con văn thú, ở sau lưng rồi nói. Khi ba người liên tục phi hành, thì dần dần đi vào bên trong tinh vực được bao phủ bằng những tảng đá vụn. Nơi đây có một màn hào quang màu lam nhạt, sau khi ba người này đi tới thì tất cả đều vỗ vào túi chữ vật, rồi cùng nhau lấy ra ngọc giản. Lúc này bọn họ cắn đầu lưỡi phun máu tươi lên ngọc giản. Đột nhiên ba khối ngọc giản lóe lên thanh quang, rồi phóng thẳng về phía những tấm màn hào quang phía trước. Khi ngọc giản này đụng vào màn hào quang thì lập tức sinh ra những cơn sóng rung động, phía trước lại xuất hiện một vòng xoáy. Ba người này cũng không ngừng lại mà nhảy vào trong vòng xoáy, tất cả văn thú ở sau lưng đám người này cũng bị hút vào bên trong. Khi xuất hiện thì ba người này và đám văn thú đã ở bên trong tấm màn. Lúc này vẻ mặt ba người mới trầm tĩnh trở lại người thanh niên cầm cây hương thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi nói nhắc lại cũng kỳ quái trong liên minh tinh vực kia vì sao lại xuất hiện văn thú khổng lồ đáng lý chỉ có ở vân hải tinh vực chúng ta chứ may mà số lượng cũng không nhiều lắm nếu như giống như trên phong tiên giới thì người thanh niên này lập tức cảm thấy ớn lạnh trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi thôi việc này có muốn cũng vô dụng tông môn đã giao nhiệm vụ cho chúng ta đi dò xét tình hình hay là nhanh chóng rời khỏi chỗ này lúc này trái tim ta cũng đập lên kinh hoàng ba người đưa mắt nhìn nhau rồi hướng về trước phóng đi một lát sau trước mặt bọn họ xuất hiện một trận pháp khổng lồ do rất nhiều tảng đá nhỏ ngưng tụ lại những luồng thanh quang liên tục lóe lên trên đại trận bên ngoài đại trận có gần trăm tên tu sĩ thanh niên mặc áo vàng đang kéo những tảng đá vỡ khắp bốn phía đến đám người đang dựa theo một quy luật nào đó mà xếp đá vào trong trận pháp trên trận pháp này có hai lão giả đang đứng hai kẻ này đều mặc áo tím dù xanh sao nhưng hai mắt sáng như chớp rất uy nghiêm hai lão già này đang nói chuyện với nhau, chốc chốc lại đảo mắt nhìn về phía đại trận. Khi ba người thanh niên áo vàng đi tới, thì cũng làm cho tất cả tu sĩ khắp bốn phía để ý, nhưng không đến mức quá chú ý. Nhưng đến khi ánh mắt của tất cả mọi người rơi lên trên hơn 10 con văn thú, ở phía sau ba người kia thì vẻ mặt lập tức có biến đổi lớn. Thậm chí có vài tên tu sĩ lá gan nhỏ, và nhưng kẻ có nỗi ám ảnh tâm linh đối với văn thú, trong vân hải tinh vực đều lập tức hô lên kinh hoàng. Văn, văn thú, Bầu không khí trở nên xôn xao, hơn trăm tên tu sĩ không làm việc nữa, tất cả đều dùng ánh mắt không thể tin nhìn về phía đám hơn 10 con văn thú. Ba người thanh niên áo vàng cười rất đắc ý với những biểu cảm của đám người trước mặt. Khi lần đầu tiên ba người nhìn thấy đám văn thú cũng có biểu hiện giống hệt như vậy. Hai luồng tử quang đột nhiên bùng lên, hai lão già mặc áo tím đột nhiên tiến đến. Lão già đứng phía trước quét mắt nhìn về đám hơn 10 văn thú, sau đó nhìn về phía những tu sĩ khắp bốn phía rồi quát lớn: còn ra thể thống gì nữa, mau xây dựng trận pháp đi." Tiếng hét của lão già lập tức làm cho tu sĩ khắp bốn phía phải tản ra, bọn họ vẫn tiếp tục công việc chưa hoàn thành, nhưng lâu lâu ánh mắt lại nhìn về phía văn thú, trong đó bùng lên vẻ tham lam. "Tô Tân, có chuyện gì xảy ra với đám văn thú này?" Lão già kia quát xong thì dùng ánh mắt kỳ dị nhìn về đám văn thú, lão hướng về phía ba người thanh niên áo vàng rồi hỏi. Người thanh niên trước ngực bị thương lập tức trở nên cung kính khai báo toàn bộ sự việc cuối cùng hắn do dự nhưng cũng nói ra rủi ro văn thú vương khổng lồ đã chạy trốn mất lão già nghe xong thì vẻ mặt trở nên âm trầm lão nhìn về phía lão già khác ở bên cạnh ánh mắt hai người chợt lóe lên mơ hồ có chút do dự nếu đám văn thú này là vật vô chủ thì được nhưng khả năng này hầu như không thể người có thể nuôi văn thú thì chúng ta khó có thể trêu chọc văn thú có giá trị rất lớn trong vân hải tinh vực của chúng ta loài thú này thường sống thành từng đàn từ mấy trăm đến mấy ngàn con khó có thể chống cự chứ chưa nói đến chuyện bắt sống. Dù là những tông phái trên cấp 6, cũng phải bỏ ra cái giá rất lớn mới đi bắt thử loại thú này. Mười con văn thú quả là một tài sản khổng lồ đối với thiên môn tông chúng ta. Hai lão già đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy vẻ tham lam và cương quyết trong ánh mắt đối phương. Có thanh quang đại trận ở bên ngoài thì những tu sĩ liên minh tinh vực, muốn đến cũng không dễ dàng. Dù là tu sĩ toái, niết đại viên mãn mà muốn phá vỡ thanh quang, Trận do tông phái cấp 8 đưa cho Thiên Môn Tông chúng ta cũng phải mất vài ngày. Chỉ cần kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa là chúng ta có thể trở về Vân Hải, nếu đối phương dám đuổi vào Vân Hải tinh vực thì sẽ cho hắn có đi, mà không có về. Phải ra cố lại trận pháp." Hai lão già đã có cùng ý kiến. Trong mắt ba người thanh niên mang văn thú trở về bùng ra vẻ hưng phấn. Nếu chuyện này đã có trưởng lão ra mặt thì vì an toàn mà phải hết sức cẩn thận. Khi trở về tông môn thì chắc chắn sẽ không thiếu phần khen thưởng cho ba người bọn họ. Hi hi, hiện nay ta lại muốn thấy chủ nhân của đám văn thú đến đây, để xem hắn làm cách nào phá thanh quang, đại trận và làm sao để trơ mắt nhìn chúng ta mang văn thú đi. Vẻ mặt người thanh niên trên đùi có vết thương trở nên đắc ý, hắn cười nói. Mà khoảnh khắc này, người chủ nhân của đám văn thú trong miệng mấy tên tu sĩ thanh niên kia chính là Vương Lâm đang đặt tay phải lên đầu văn thú. Lúc này ánh mắt hắn trở nên cực kỳ âm hàn, vẻ mặt lại lạnh như băng. Nếu có người quen biết nhìn thấy những biểu cảm này, thì sẽ lập tức biết được Vương Lâm đang rất tức giận. Vương Lâm làm việc đều có nguyên tắc, nếu người không phạm ta thì ta không phạm người. Nếu Thác Sâm sau khi thoát khốn đừng quấn lấy Vương Lâm không chết không thôi, Vương Lâm cũng không tính toán với tên này. Hiện tại tình cảnh trước mắt rõ ràng Văn thú không chọc giận đối phương, nhưng bị người ta dẫn dụ đi, đám người kia lại làm cho Văn thú trọng thương, điều này đã động chạm rất sâu đến Vương Lâm. Vương Lâm nắm chặt tay phải, hắn ngẩng đầu nhìn lên phương hướng trên tinh không. Khoảnh khắc khi tu vi của hắn đạt đến tịnh niết, thì mơ hồ cảm nhận được một luồng lực lượng thiên kiếp. Nhưng địa phương hắn đang ở lại chính là Chu Tức Thánh Tông, nếu thiên kiếp hàng lâm thì chỉ sợ sẽ tạo thành những thiệt hại nghiêm trọng. Dù có người muốn trợ giúp nhưng Vương Lâm lại không cần, hắn muốn ở trong thiên kiếp để xem lực lượng lôi hỏa của mình mạnh yếu thế nào. Nếu là năm xưa thì Vương Lâm không thể nào kiềm chế thiên kiếp hàng lâm, nhưng sau khi học được đệ nhất thần thông Cửu Huyền Biến của Chu Tức Thánh Tông thì hắn đã làm được cho nên khoảnh khắc khi vương lâm đạt đến tịnh niết thì tâm thần khẽ động hắn lập tức dùng phương pháp cử huyền biến để phong ấn chính mình hắn làm cho tu vi của mình ở sát mép tịnh niết để mơ hồ cảm nhận được thiên kiếp vương lâm biết rõ chỉ cần mình khẽ động tâm niệm thì chu vi sẽ chính thức đạt đến tịnh niết và khi đó thiên kiếp chắc chắn sẽ hàng lâm vương lâm vốn định đi khỏi chu tước thánh tông về phía đông liên minh tinh vực tìm một địa phương vắng vẻ để đối kháng thiên kiếp nhưng văn thú xuất hiện lập tức làm cho hắn thay đổi ý kiến vương lâm vung tay phải lên hắn thu văn thú đã trọng thương vào trong khe nứt không gian chữ vật lúc này hắn dựa theo con đường trong trí nhớ của văn thú mà tiến thẳng phóng về phía trước khi tiến lên một bước trước mặt vương lâm lập tức bùng lên một cơn sóng ngợi khoảnh khắc sau hắn đã biến mất xúc địa thành thốn trong tinh không vô tận nơi vùng biên giới phía đông liên minh tinh vực đột nhiên xuất hiện một vùng vạn vẹo ảnh hưởng đến chu vi trăm trượng những cơn sóng rung động liên tục vang vọng khắp bốn phía giống như mặt nước yên tĩnh bị ném xuống một khối đá lớn làm bùng lên những cơn sóng dữ. Vị trí trung tâm của những cơn sóng rung động, Vương Lâm với mái tóc trắng tiêu sái và lạnh lùng tiến ra một bước. Không gian bốn phía cực kỳ yên tĩnh, Vương Lâm đảo mắt nhìn về phía trước. Cách đó không xa chính là địa phương mà văn thú cùng với những tu sĩ áo vàng giao chiến với nhau. Hai mắt Vương Lâm chợt bùng lên sát khí, thân thể hắn lóe lên rồi phóng đi phía trước. Vương Lâm hóa thành một luồng cầu rồng lao về phía trước, trong nháy mắt đã biến mất. Trong tinh không truyền đến hàng loạt tiếng sấm nổ, vì tốc độ của Vương Lâm quá nhanh mà sinh ra những âm thanh này. Vương Lâm mặc một bộ áo trắng như tuyết, trong lúc đi về phía trước thì vùng một chảo tay phải lên hư không, văn thú đang trọng thương lập tức bay ra. Đan dược của Vương Lâm đều là tiên đan, hơn nữa hiệu quả lúc nào cũng vượt cấp. Sau khi hắn nhập một luồng tâm thần vào trong văn thú, thì miệng vết thương trên cơ thể đã không còn chảy máu. Khi văn thú xuất hiện thì hai mắt bùng ra hàn quang giống như Vương Lâm. Nó nhìn chằm chằm về phía trước mà phát ra những tiếng rít chói tai. Rõ ràng là nó không cam lòng, nếu không phải đám người kia đốt một loại hương kỳ dị, thì nó đường đường là một văn thú vương mang theo hơn 10 con văn thú, lại bị ba tên tu sĩ nho nhỏ đánh trọng thương và giam cầm thủ hạ. Chuyện này quả thực chưa từng xảy ra với nó kể từ khi đi theo Vương Lâm. Lúc này khi được ở bên cạnh chủ nhân, thì tinh thần văn thú trở nên cực kỳ phấn chấn. Nó rít lên một tiếng rồi chọn một phương hướng phóng thẳng về phía trước. Vẻ mặt Vương Lâm trở nên âm trầm dưới sự dẫn đường của văn thú đánh hơi đồng bạn, hắn cứ tiến về phía trước mà lửa giận trong lòng đã bốc lên ngập trời. Khi phi hành, bốn phía quanh thân thể hắn có rất nhiều hình bóng hư ảo của những ngọn núi được huyễn hóa ra. Chương 1034, Thiên kiếp. Những hình ảnh hư ảo của núi lửa vừa mới xuất hiện thì lập tức làm cho tất cả nguyên lực thiên địa trong tinh không ngưng tụ đến. Khi núi lửa liên tục xuất hiện thì con đường Vương Lâm phóng tới giống như có một đám núi lửa đi theo. Tình cảnh này nếu người ngoài nào nhìn thấy thì cho dù là trong tinh không cũng phải hít vào một hơi thật sâu trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ bởi vì những hình ảnh hư ảo của núi lửa lại quá mức chân thật liếc mắt nhìn qua sẽ không phân biệt được thật giả nhưng nếu nhìn lại lần thứ hai thì lập tức sinh ra một loại cảm giác giống như có núi lửa đang bùng nổ trong người điều này đã đủ tác động đến tâm thần cảm giác giữa thật và giả đủ để làm cho tất cả tu sĩ dưới toái niết cảm thấy chấn động dù là toái niết cũng phải chịu ảnh hưởng dù sao thì thần thông này cũng chính là sơn băng thức thứ nhất trong tam thức thần thông của tiên đế bạch phàm những sự tức giận trong lòng vương lâm huyễn hóa ra bên ngoài chính là sơn băng hắn đi theo văn thú giữa văn thú với nhau chỉ có khí tức đặc biệt của đồng tộc mới phát hiện ra được lúc này vẻ mặt văn thú vương cực kỳ dữ tợn trong cảm nhận của nó thì nơi đây khí tức của đồng tộc cực kỳ nồng đậm căn bản không cần phải cẩn thận cũng có thể điều tra được rất rõ ràng một người một thú cứ như vậy mà phóng về tinh không phía trước sau thời gian nửa nén hương thì vương lâm nhíu mày dù sao thì văn thú cũng đã bị thương nên tốc độ cũng hơi chậm. Nếu cứ đi theo tốc độ này thì không biết bao lâu nữa mới tìm được kẻ cướp văn thú. Hơn nữa Vương Lâm cũng dần cảm nhận được thiên kiếp đã hàng lâm ngày càng gần, giống như dùng tu vi phong ấn cửu huyền biến của mình cũng không được chắc chắn cho lắm. Nơi đây dù sao cũng là tinh không ngoại giới, cũng không giống như tinh vực trên Chu Tước Thánh Tông, quanh năm bị thiêu đốt, chỉ có một thứ duy nhất là lửa. Mà lúc này nguyên lực trong thiên địa cũng cực kỳ hỗn loạn vì vậy mà vương lâm đi về phía trước tuy tu vi đã bị phong ấn nhưng vẫn có rất nhiều nguyên lực thiên địa chui vào trong cơ thể nguyên lực vào cơ thể lại vận chuyển cải tạo kinh mạch toàn thân thân thể tu sĩ tịnh niết sẽ được nguyên lực thiên địa cải tạo thích hợp để minh ngộ những biến hóa của quy tắc vương lâm trầm ngâm rồi vung tay phải lên phía trước lập tức nổ ẩm lên một khe nứt chừng nửa trượng đột nhiên xuất hiện khe nứt này không phải đứng yên mà vương lâm phóng về phía trước thì nó cũng đi theo với tốc độ như nhau khe nứt giống như một con thuyền nhỏ trong mặt biển bao la, nó đang nhanh chóng phóng đi rất quỷ dị. Vương Lâm duỗi tay phải vào trong khe nứt rồi lấy ra một lá bùa màu vàng. Tâm thần hắn khẽ động, khe nứt nửa trượng này đột nhiên co rút lại rồi biến mất. Vương Lâm cầm lá bùa màu vàng rồi vung lên, nó lập tức dán lên người văn thú. Thân thể văn thú chợt run lên, một luồng gió lốc lập tức bùng lên trên người, văn thú lập tức phóng thẳng lên tinh không. Luồng gió lốc này có màu vàng đất, khi nó liên tục xoay chuyển thì những tiếng gió rít gào đột nhiên vang lên giữa tinh không. Đúng lúc này, trên cơn lốc đột nhiên huyễn hóa ra một con chim khổng lồ, con thú này dang rộng cánh, đột nhiên văn thú rít lên một tiếng kinh thiên động địa, nó trực tiếp phóng thẳng về phía trước với tốc độ nhanh hơn tia chớp nhiều lần. Khoảng khắc khi văn thú phóng đi, Vương Lâm cũng nhảy lên người nó. Lúc này văn thú dùng tốc độ cực nhanh, Vương Lâm chỉ cảm thấy hàng loạt tinh quang chảy xuôi qua thân thể. Đây là tốc độ của tu sĩ toái Niết văn thú chưa từng đạt đến mức độ này lúc này khi đã có tốc độ cực nhanh văn thú lập tức rít lên những âm thanh chói tai cũng không còn bất kỳ cảm giác mệt mỏi nào chỉ biết phóng đi như tên bắn giữa tinh không một đám tu sĩ liên minh nhận được hiệu lệnh từ chiến trường phải rút về cả đám đang phi hành hóa thành từng luồng cầu vồng đột nhiên đám người cảm nhận được một luồng cuồng phong thổi qua bên trong lại có những tiếng rít vang vọng luồng gió cực mạnh này lập tức làm đám người phải tách ra kẻ nào cũng lùi về phía sau với ánh mắt hoảng sợ đây, đây là thứ gì? Mãi đến lúc này bọn họ mới nghe rõ tiếng rít gào chói tai của văn thú, âm thanh này đã bị bỏ lại rất xa khi văn thú phóng qua. Vẻ mặt đám tu sĩ này đều có biến đổi lớn, ai cũng kinh hoàng nhưng đứng yên như tượng. Đám người đảo mắt nhìn nhau rồi lập tức phóng đi. Văn thú dùng tốc độ nhanh như tên bắn để phóng đi trong tinh không, đồng thời còn phải lần theo khí tức của đồng tộc. Cũng không lâu lắm, văn thú đã đi đến trong tinh vực được bao phủ bằng những khối đá. Dù bốn phía cũng có tinh cầu nhưng phần lớn đều là loại bỏ hoang. Vì vậy mà tất cả tu sĩ không ai thèm đến nơi đây. Khi nhìn thấy tinh vực đầy đá vụn thì tiếng rít của văn thú lại càng trở nên sắc nhọn, bên trong bùng lên sự tức giận điên cuồng. Văn thú trực tiếp nhảy sổ vào trong những khối đá, những âm thanh ầm ầm đột nhiên vang vọng, tất cả đá ngăn cản trước mặt đều bị văn thú đụng vào vỡ nát. Khi văn thú xông thẳng vào thì giống như trở nên điên cuồng, hàng loạt tiếng nổ ầm ầm vang lên, nó phóng thẳng vào sâu bên trong địa phương sâu bên trong vùng đá vụn, thanh quang đại trận được hơn trăm tu sĩ dùng những khối đá để tu sửa lại, rõ ràng đã đến giai đoạn cuối cùng. Trong mắt hai lão già áo tím lộ ra vẻ hưng phấn, chỉ cần trận pháp này hoàn thành thì bọn họ có thể an tâm mang theo văn thú, trở về vân hải tinh vực. Đến khi đó, thiên môn tông của bọn họ sẽ nhờ vào hơn 10 con văn thú, này mà tìm được những lợi ích khổng lồ. Tâm tình hai lão già này cực kỳ hưng phấn, cả hai đang khẽ bàn chuyện với nhau, những lo lắng trận pháp không được hoàn thành đã được quét sạch. Nhưng đúng lúc này 10 con văn thú bị bọn họ nhốt cách đó, không xa đang cực kỳ yên tĩnh dưới làn khói của hương, lại đột nhiên rít gào lên kinh thiên động địa. Thật sự cũng không phải chỉ là rít gào bình thường, tất cả văn thú đều đỏ hồng mắt, vừa gào thét vừa dãy ruộng. Những biến hóa này lập tức làm hai lão già áo tím phải chú ý, những tên tu sĩ đang tu sửa đại trận cũng đảo mắt nhìn lại. Nhưng đám văn thú kia giống như đang nổi điên, cả đám cố gắng phóng ra khỏi vòng vây khói hương. Không đúng. Một lão già áo tím trầm giọng nói, Lão già bên cạnh đang định mở miệng nói, thì vẻ mặt lập tức biến đổi rồi quay mạnh đầu lại. Lúc này những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên truyền đến từ rất xa, bên ngoài thanh quang đại trận. Khoảnh khắc này thanh quang liên tục lóe lên làm không gian bốn phía trở nên lúc sáng lúc tối. Vẻ mặt hai lão già lập tức trở nên âm trầm, cả hai đều xông thẳng xuống dưới rồi lướt hẳn về phía trước. Nhưng hai người còn chưa kịp đến gần, thì lập tức nghe được hàng loạt tiếng rít gào điên cuồng từ bên ngoài thanh quang đại trận truyền vào. Khoảng khắc khi âm thanh này vang lên, hơn trăm tên tu sĩ đang sửa chữa lại trận pháp và ba tên thanh niên mang văn thú trở về đều biến sắc. Ba tên thanh niên kia chợt biết được tiếng rít gào này chính là cửa văn thú, Vương chạy thoát trước đó, không ngờ kẻ kia đã đuổi tới đây, lúc này bên cạnh có trưởng lão, nói không chừng chúng ta đã có cơ hội bắt được văn thú Vương này. Ba người thanh niên này đưa mắt nhìn nhau rồi lập tức phóng thẳng về phía trước. Bên ngoài thanh quang đại trận, văn thú đang dùng tốc độ khó thể tưởng tượng và mang theo lửa giận ngập trời trực tiếp đánh thẳng vào những tầng đá vụn khoác lên mình trận pháp. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên giữa tinh không rồi vọng ra khắp bốn phía. Nhưng vầng sáng thanh quang này lại cực kỳ cứng rắn dưới những đòn tấn công liên tục của văn thú, mà thanh quang chỉ lóe lên nhưng hoa văn bên trên lại không động. Nhưng ngược lại văn thú bị đánh văng ra ngoài, sau khi lui ra phía sau vài trăm trượng mới có thể dừng lại. Nếu không phải vương lâm đã làm chỉ hoãn phản lực, thì sợ rằng văn thú sẽ bị trọng thương một lần nữa văn thú cảm thấy không cam lòng đồng tử trong hai mắt nó bùng ra những luồng sáng đỏ máu và sát khí nó liên tục rít gào vương lâm đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào tấm màn thanh quang vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng như băng hắn tiến về phía trước một bước rồi nâng tay phải lên hư không vỗ xuống tấm màn thanh quang khoảng khắc khi một trường xuất ra tất cả nguyên lực trong thiên địa lập tức bùng ra tất cả lại lập tức hóa thành biển lửa bao vây tấm màn thanh quang vào bên trong âm thanh bập bùng của ngọn lửa vang lên khắp đất trời nhưng tấm màn thanh quang này cũng không xuất hiện dấu hiệu tiêu tán không biết lượng sức một tiếng hừ lạnh từ trong tấm màn thanh quang truyền ra đột nhiên có hai lão già áo tím từ trong tấm màn thanh quang đi lại gần sau đó dùng ánh mắt khinh thường nhìn về phía vương lâm hai lão già này vốn trở nên trầm mặc nhưng khi nhìn thấy tu vi của vương lâm thì lập tức trầm tĩnh trở lại tu vi hai lão già này chưa đạt đến toái niết thậm chí còn chưa đạt đến tịnh niết đại viên mãn mà chỉ là tịnh niết hậu kỳ dù sao bọn họ cũng không phải sứ giả chính thức của vân hải tinh vực chẳng qua đám người này chỉ dùng phương pháp đặc biệt để lén lút đến đây mà thôi vương lâm vung tay phải lên biển lửa đang phủ trên tấm màn thanh quang đột nhiên được rút ra lúc này ngọn lửa đang vườn quanh người vương lâm hắn dùng ánh mắt âm trầm nhìn xuyên qua tấm màn thanh quang rồi rơi trên người hai lão già bên trong giao ra đám văn thú và ba tên tiểu bối giám cả gan làm loạn ta sẽ tha cho các ngươi tội chết vương lâm dùng giọng âm trầm chậm rãi nói Hai lão già áo tím vừa nghe thấy vậy thì không nhịn được cười, trong ánh mắt một lão già đột nhiên lộ ra nụ cười mỉa mai, lão nói, liên minh tinh vực có loại người cuồng vọng như vậy sao? Với tu vi của ngươi mà muốn uy hiếp hai người chúng ta à, thật là quá hoang đường. Hai lão già dù rất chướng mắt với Vương Lâm nhưng lại là loại người cực kỳ cẩn thận, cả hai đều không dám tiến ra khỏi tấm màn thanh quang nửa bước. Hai lão thấy tên trước mặt có lẽ không phải là người đứng đầu của đám văn thú, rất có thể là một người đệ tử, mục đích hắn xuất hiện là muốn dụ hai người bọn lão ra ngoài chắc chắn ngoài tấm màn thanh quang có tu sĩ đại thần thông đang ẩn giấu tuy thần thức của hai lão già áo tím không thể phát hiện ra được nhưng càng như vậy thì bọn họ lại càng nghi ngờ vương lâm cũng không nói nhiều hắn nâng tay phải lên rồi điểm một chỉ vào tinh không hắn hít vào một hơi thật sâu cử huyền biến đang phong ấn tu vi trong cơ thể đột nhiên cởi hẳn ra khoảnh khắc này một luồng khí thức tịnh miệt bùng ra trên thân thể vương lâm sau đó khí tức bùng ra lại dẫn động rất nhiều nguyên lực trong thiên địa, tất cả đều hướng về một phía ngưng tụ thành những đám mây đen khổng lồ. Khi những luồng nguyên lực thiên địa khủng bố dung nhập vào trong thân thể Vương Lâm, thì hàng loạt những tiếng nổ ầm ầm từ trong cơ thể truyền ra. Một luồng lực lượng cực kỳ kinh khủng chậm rãi ngưng tụ trong tinh không. Trên tinh vực đầy đá vụn này lập tức huyễn hóa ra một đám mây thiên kiếp. Chỉ sau khoảnh khắc đám mây kia đã trở nên khổng lồ, hầu như đã che phủ hoàn toàn tinh vực đá vụn này lại. Đúng lúc này một luồng sấm sét đột nhiên từ trên tinh vực Hàng Lâm xuống, ngay sau đó đã lập tức bao phủ khắp bốn phía, rồi chia cắt tinh vực đầy đá vụn này ra. Đây, đây là Thiên Kiếp. Hai lão già áo tím mở to mắt, bên trong lộ ra vẻ không tin, trong mắt lóe lên sự kinh hoàng. Dù hai người bọn họ là tu sĩ tịnh miết, cũng không được gặp qua nhiều Thiên Kiếp, nhưng chỉ liếc mắt là nhận ra được ngay. Khi bọn họ đi đến Liên Minh Tinh Vực này, thì đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy Thiên Kiếp chương 1035, Sơn Băng. Kiếp vân điên cuồng ngưng tụ trên tinh vực đầy đá vỡ, nó còn nhanh hơn so với những thiên kiếp năm xưa rất nhiều lần. Chỉ sau khoảnh khắc, hầu như những đám kiếp vân đã hoàn toàn ngưng tụ lại và che kín cả tinh không. Hàng loạt tiếng sấm sét ầm ầm vang lên làm khiếp sợ toàn bộ tinh không, chỉ thấy một tia chớp hồng sắc đột nhiên từ trong kiếp vân ầm ầm phóng ra. Tia chớp này to như một thùng nước, khi nó ầm ầm phóng xuất thì tất cả đá vụn ngăn cản đều phải tan vỡ ngay cả tinh không cũng xuất hiện một vùng đứt gãy khi tia chớp hồng sắc lóe lên giống như đang muốn vỡ vụn tốc độ của tia chớp này quá nhanh đồng tử trong mắt hai lão già áo tím đứng bên trong tấm màn thanh quang đột nhiên lóe lên một tia chớp hồng sắc tâm thần cả hai đều chấn động tia chớp hồng sắc phóng thẳng về phía vương lâm người này người này không biết dùng phương pháp gì để tạo thiên kiếp trước mặt chúng ta một lão già áo tím đột nhiên mở miệng lẩm bẩm giống như chính lão cũng cảm thấy không thể tin tia chớp hồng sắc mang theo khí thế kinh thiên tạo thành từng vòng sóng gợn chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn đã phóng ầm ầm đến đỉnh đầu vương lâm vẻ mặt vương lâm vẫn như thường không có bất kỳ thay đổi nào khoảnh khắc khi tia chớp phóng xuống hắn vung tay phải lên rồi bóp vào thật mạnh trong nháy mắt tia chớp hồng sắc kinh thiên đột nhiên tan vỡ trong cái bóp mạnh của vương lâm nó hóa thành rất nhiều tia chớp hồng sắc những tia chớp hình cung tung tóe ra bốn phía quanh thân thể vương lâm tình cảnh này làm hai lão già áo tím phải hít vào một hơi thật sâu trong mắt bùng lên vẻ khiếp sợ và không thể tin. Lúc này ba tên thanh niên áo vàng cũng đi tới sau lưng hai lão già, vừa nhìn thấy vương lâm bóp nát sấm sét hồng sắc thiên kiếp, thì ra đầu ba tên kia đều tê dại, hầu như hồn bay phách tán. Một người trong số đó cảm thấy tay chân run rẩy, vẻ hoảng sợ trong mắt đã đạt đến cực hạn. Vẻ mặt vương lâm vẫn âm lãnh như trước, một chút sấm sét thiên kiếp thế này đối với hắn không có ý nghĩa gì cả. Sau khi thoải mái bóp nát luồng sấm sét thứ nhất, vương lâm vung tay phải lên, những tia chớp hình cung đang bùng ra khắp bốn phía đột nhiên chấn động giống như tất cả đang bị điều khiển phóng về phía hắn ngưng tụ lại khoảnh khắc sau trên tay phải vương lâm lại xuất hiện một mảng hồng quang bên trong đang sẹt lên một tia chớp tạo ra những âm thanh ầm ầm vương lâm dùng ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn về phía đám người trong lồng thanh quang khi đám người kia sinh ra cảm giác bất ổn thì hồng quang trên tay vương lâm đã được ném thẳng về phía lồng thanh quang một tiếng ầm đột nhiên vang lên luồng hồng quang lập tức hóa thành một tia chớp hồng sắc rồi đập lên trên lồng thanh quang. Lúc này lồng thanh quang đột nhiên trở nên lắc lư dữ dội, vẻ mặt hai lão già bên trong lập tức trở nên tái nhợt. Hắn, hắn tuyệt đối không phải là tu sĩ tầm thường. Vương Lâm cũng đã đoán ra được sức chống đỡ của lồng thanh quang phía trước, một luồng sấm sét cũng khó làm nó rung chuyển. Một luồng không xong thì 10 luồng, 10 luồng không được thì trăm luồng. Trong mắt Vương Lâm bùng lên sát khí, đúng lúc này kiếp vân trên tinh không lại bắt đầu cuồn cuộn xoay chuyển những âm thanh ầm ầm vang vọng khắp đất trời, một luồng sấm sét hồng sắc lại điên cuồng phóng xuống. Thật sự không phải là một, mà sau luồng thứ nhất lại xuất hiện những tia chớp hồng sắc khác giống như tất cả đều liên hợp lại với nhau. Chín luồng sấm sét hồng sắc ầm ầm phóng xuống, tất cả đều hướng về phía Vương Lâm. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ điên cuồng. Hắn cười lên ha hả rồi nhảy dựng người lên, chẳng những không tránh né, mà ngược lại còn bay thẳng lên tinh không hướng về phía chín luồng sấm sét đang hàm lâm. Dòng thời trên mi tâm vương lâm cũng huyễn hóa ra một vòng xoáy, nguyên thần thái cổ lôi long, từ trong lao ra rồi hướng về phía chín luồng sấm sét trên bầu trời, mà gầm lên giận dữ. Tiếng giống của lôi long vang lên làm tất cả sấm sét trên bầu trời đều phải nghe lệnh. Lúc này toàn bộ thiên địa chỉ có nguyên thần lôi long và chín luồng sấm sét thiên kiếp, hàng lâm, khi lôi long gầm lên thì sấm sét đột nhiên ngừng lại, vương lâm cười lên ha hả rồi nhảy vào bên trong chín luồng sấm sét. Mắt phải hắn lóe lên lôi quang giống như đang bùng ra một lực hút vô cùng, đột nhiên chín luồng sấm sét đồng loạt ngưng tụ về phía mắt phải. Những âm thanh ầm ầm vang lên liên tục, từng luống sấm sét phóng vào trong mắt phải của Vương Lâm, sau đó tất cả đều tiêu tán. Lúc này mắt phải của hắn đã nồng nặc lôi quang, đồng thời còn tạo ra những âm thanh xoẹt xoẹt, một vài tia chớp vườn quanh ngoài cơ thể làm hắn giống như lôi tiên. Chỉ có chút uy lực thế này thôi sao? Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên kiếp vân trên bầu trời, hắn lớn tiếng gầm lên. Lúc này Vương Lâm cũng không biết tình cảnh thôn phệ sấm sét của mình làm, cho đám người trong lồng thanh quang bên dưới chấn động đến mức độ nào. Ba tên thanh niên áo vàng đã bị dọa đến mức tim gan muốn tan vỡ, bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ chính mình đi trêu chọc đối thủ đáng sợ như vậy. Thôn, thôn vệ thiên kiếp. Vẻ mặt hai lão già áo tím lại càng trở nên trắng xanh, lúc này cả hai đều không còn chút đắc ý nào. Ánh mắt hai lão nhìn về phía Vương Lâm tràn đầy vẻ khiếp sợ và không thể tin, hai người cảm thấy tên thanh niên áo trắng trước mặt chắc chắn đang che giấu tu vi, đặc biệt là tình cảnh thôn vệ chín luồng sấm sét vừa nãy, đã làm cho chán hai lão già vã đầy mồ hôi lạnh. Một lão già đột nhiên mở miệng giống lên, tu sửa trận pháp, nhanh. Gần trăm tu sĩ ở phía sau dù không được tiến lên phía trước, nhưng ở vị trí đó tất nhiên cũng có thể nhìn thấy tình cảnh trên tinh không. Lúc này tâm thần kẻ nào cũng chấn động, tiếng giống lão già áo tím vang lên làm đám người hít vào một hơi thật sâu. Tất cả đều mang theo vẻ mặt kinh hoàng rồi phóng đi tu sửa đại trận. Hai lão già áo tím cũng nhanh chóng phóng ra phía sau, cả hai đều tự mình liều mạng gia nhập vào hàng ngũ đám người tu sửa đại trận. Nhanh, phải nhanh lên, nhanh chóng rời khỏi liên minh tinh vực chết tiệt này. Tại sao trong tinh vực khốn kiếp này lại có một người như thế, hắn có thể, có thể thôn vệ thiên kiếp. Kiếp vân lại tiếp tục ngưng tụ trên tinh không, một luồng uy áp khổng lồ đột nhiên bùng ra. Khoảnh khắc sau đã có một luồng sấm sét tử sắc rộng hơn 10 trượng ầm ầm xuất hiện. Sấm sét này phá vỡ tinh không rồi phóng thẳng xuống dưới, nó đột nhiên xuất hiện ở vị trí trước mặt Vương Lâm Ba Tắc sấm xét lao vào mi tâm hắn vương lâm gầm nhẹ một tiếng thân thể không lui ra phía sau nửa bước mà nâng hai tay lên giống như muốn ôm lấy sấm xét lúc này luồng sấm xét người trượng đã bị hắn ôm vào trước ngực mặc kệ những tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp bốn phía thân thể vương lâm vẫn không động nhưng con sóng gợn sấm xét đột nhiên vờn quanh thân thể vương lâm rồi bắn ra khắp bốn phía thế này vẫn chưa phải kết thúc thiên kiếp hình như cực kỳ phẫn nộ từng luồng tia chớp tử sắc liên tục rơi xuống, liên tục đánh lên trước mặt Vương Lâm. Dần dần khối cầu sấm sét trước mặt hắn càng lúc càng lớn, cuối cùng đã đạt đến chu vi trăm trượng. Thân thể Vương Lâm cũng dần lui về phía sau khi những luồng sấm sét thiên kiếp liên tục phóng xuống, nhưng gương mặt của hắn lại lộ ra vẻ điên cuồng. "Đến nữa đi." Ép ép ngửa mặt lên trời gầm giống, một tiếng ầm vang lên, kiếp vân bao phủ không gian 10 vạn dặm trên tinh không đột nhiên truyền ra một nổ như gầm lên giận dữ. Đúng lúc này, một luồng sấm xét bảy màu lập tức hàng lâm luồng sấm xét bảy màu này xuất hiện thì lập tức hóa thành bảy luồng sấm xét có bảy màu khác nhau tất cả đều mang theo uy lực không thể tưởng tượng nổi phóng thẳng về phía vương lâm những âm thanh ẩm ẩm lại vang lên thân thể vương lâm lại lui về phía sau lúc này lôi cầu trước mặt hắn đã đạt đến độ lớn vài trăm trượng lực lượng sấm xét trong lôi cầu đã khủng bố đến mức khó thể tưởng tượng dù vương lâm là người nắm giữ sấm xét trong thiên địa nhưng lúc này cũng cảm thấy không thể gắng gượng nổi nhìn thấy kiếp vân lại lóe lên rồi điên cuồng vậy chuyển từng luồng sấm sét bảy màu lấp lánh thân thể vương lâm lóe lên lôi cầu trước mặt lập tức phóng xuống bên dưới khoảnh khắc này đám người trong lồng thanh quang cảm thấy run rẩy và hô lên kinh hoàng lôi cầu ẩn giấu rất nhiều sấm sét uy lực của nó đủ để dung chuyển thiên địa lôi cầu đang được vương lâm điều khiển phóng thẳng xuống lồng thanh quang bên dưới vẻ mặt hai lão già áo tím trong lồng thanh quang trở nên tái nhợt đồng tử trong mắt liên tục co rút mở trận một lão già áo tím lập tức gầm lên giận dữ mặc kệ trận pháp này đã hoàn thành hay chưa nhưng lúc này tất cả tu sĩ đều không ai phản đối gần trăm tu sĩ lập tức ngồi vào những phương vị khác nhau hai tay kẻ nào cũng bấm pháp quyết rồi liên tục đánh ra ấn quyết khoảnh khắc khi lôi cầu đáng sợ vài trăm trượng hàng lâm xuống hai lão già áo tím vội khoanh chân ngồi xuống cả hai đều đem tâm thần dung nhập vào trong lồng thanh quang bọn họ cố gắng tăng cường uy lực trận pháp hầu như khoảnh khắc khi nguyên thần của hai lão già áo tím dung nhập vào trong trận pháp thì lôi cầu cũng ầm ầm hàng lâm lôi cầu đánh thẳng lên lồng thanh quang những tiếng nổ ầm ầm vang lên kinh thiên động địa một lực tấn công khủng bố bao phủ toàn bộ lồng thanh quang những luồng sấm sét vô cùng vô tận khoác lên làm lồng thanh quang trở nên ảm đảm hai lão già áo tím đều phun ra máu tươi trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi thân thể một lão già trong số đó nổ đùng một tiếng rồi tan vỡ Nguyên thần lão già này bay ra rồi gào thét phóng thẳng lên đại trận đang mở. Rất nhiều sấm sét xuyên thấu qua lồng thanh quang rồi xẹt qua lại bên trong như du long. Những tên tu sĩ đang khoanh chân ngồi xuống mở trận pháp, ra lập tức có hơn 10 người bị lôi quang du long đánh thẳng lên, thân thể cháy đen trong nháy mắt, ngay cả nguyên thần cũng không kịp bỏ chạy mà lập tức bỏ mạng. Lồng thanh quang đại trận bên rất nhiều sấm sét tấn công, thì đột nhiên tan vỡ ầm ầm rồi hóa thành rất nhiều mảnh nhỏ văng ra ngoài. Một luồng lực lượng chấn động, và cực kỳ khủng bố hóa thành những con sóng gợn điên cuồng khuếch tán ra khắp bốn phía. Văn thú vừa nhìn thấy không tốt thì lập tức phóng đi như tên bắn, tốc. Độ của nó quá nhanh nên cũng không cần lo lắng có nguy hiểm. Nhưng tinh vực này phần lớn đều là đá vụn, khoảnh khắc khi thanh quang đại trận tan vỡ, hàng loạt sóng ngợn lan tràn ra ngoài, tất cả đá vụn đều tan nát. Khoảnh khắc này tinh vực đầy đá vụn lập tức tan thành mây khói, ngoài vị trí trung tâm tinh vực, thì tất cả những nơi khác không còn bất kỳ khối đá nào tồn tại. Vương Lâm xông thẳng ra, hắn mang theo luồng sát khí nồng đậm và sự phẫn nộ vì văn thú, bị trọng thương mà trực tiếp nhảy vào trong lồng thanh quang đã tan vỡ. Lúc này thiên kiếp trên tinh không cũng cuồn cuộn vận chuyển, những tiếng nổ ầm ầm vang lên, hàng trăm luồng sấm sét bảy màu hàng lâm trong nháy mắt, tất cả đều đuổi theo hình bóng Vương Lâm. Sau khi những luồng sấm sét bảy màu hàng lâm thì một đám thiên hỏa đột nhiên rơi xuống. Đây là ngọn lửa trong thiên kiếp, khi xuất hiện thì muốn thiêu hủy tất cả mọi thứ khoảnh khắc này đại trận do đá vụn tạo thành đã bắt buộc phải mở ra, những luồng tinh quang sáng rực đột nhiên chậm rãi bùng ra, uy lực cuồn cuộn. Lão già áo tím trọng thương bay theo phía sau nguyên thần lão già còn lại, cả hai đều phóng thẳng vào vị trí trung tâm trận pháp. Chỉ cần họ đi vào trong trận thì hai người còn có thể giữ lại được mạng sống. Lúc này trong lòng hai người đã sinh ra cảm giác cực kỳ sợ hãi đối với Vương Lâm. Vương Lâm thấy trận pháp đã mở ra, nếu tu sĩ đứng vào khoảng cách gần sẽ bị truyền tống đi nơi khác hắn không thể để cho đám người này chạy thoát được. Hai mắt Vương Lâm chợt lóe lên, đột nhiên tinh không giống như bùng lên những con sóng ngút trời. Khoảnh khắc này một luồng lực lượng có thể làm tan vỡ tinh khô GN, đột nhiên điên cuồng bùng ra ngoài cơ thể Vương Lâm. Trong nháy mắt này, bốn phía xung quanh Vương Lâm đột nhiên huyễn hóa ra hàng loạt núi lửa hư ảo. Những luồng hơi nóng điên cuồng bao phủ khắp bốn phía, những tiếng rít gào nặng nề liên tục vang lên từ cho GN đám núi lửa. Sơn băng trong mắt Vương Lâm bùng lên sát khí, hắn khẽ nói: "Chương 1036, Nhất Sơn Nhị Băng, Tiên thuật Sơn Băng." Khoảnh khắc khi Vương Lâm mở miệng thì vị trí mà đá vụn tạo thành trận pháp, trong tinh không đột nhiên huyễn hóa ra rất nhiều hư ảnh núi lửa, tất cả đều cảm ứng lẫn nhau tạo thành một tầng dày đặc trùng trùng điệp điệp. Khi từng tầng núi lửa đang liên tục chồng chất lên nhau, chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn tất cả hư ảnh núi lửa lập tức hợp lại làm một, trước mặt Vương Lâm lập tức xuất hiện một ngọn núi lửa khổng lồ một ngọn núi thật sự, không có bất kỳ dấu hiệu gì để phân biệt giữa mơ hồ và thực chất nữa. Ngọn núi này cao hơn một ngàn trượng, dù không phải rất dớn trong tinh không, nhưng xuất hiện trước mặt mọi người giống như là một con quái vật. Khoảnh khắc này một luồng uy áp khủng bố ngập tràn thiên địa. Trong nháy mắt khi ngọn núi xuất hiện, thì tinh không lập tức xuất hiện những con sóng chấn động dữ dội, giống như đang trở nên run rẩy. Không cần phải nhắc đến trận pháp do đá vụn tạo thành, tất cả đá bên trong đều vỡ nát, một câu sơn băng vừa ra khỏi miệng, ngọn núi này lập tức chấn động ầm ầm. Đỉnh núi nổ tung, rất nhiều đất đá văng ra khắp bốn phía. Đúng lúc này một cột khói đen lập tức phun ra bao phủ cả tinh không, sau đó là một cột lửa màu đỏ thấm bùng lên. Nhiệt độ của ngọn lửa này cực cao giống như có thể hủy diệt tất cả sinh linh. Khi ngọn lửa phun trào, lập tức hóa thành những tảng đá khổng lồ bùng ra khói đen, tất cả đều từ tinh không rơi xuống. Đám tu sĩ Vân Hải, tinh vực lập tức có vài người bị những tảng đá khổng lồ đập vào, yêu dên thảm thiết. Thân thể đám người này lập tức trở thành bùn đất, đồng thời ngọn lửa lại dung nhập vào trong cơ thể, chỉ trong khoảnh khắc đã trực tiếp luyện hóa nguyên thần bọn họ. Những cột khói bụi từ trong ngọn núi phun ra ẩn giấu rất nhiều hỏa độc, tất cả đều hóa thành cho bụi bao phủ khắp bốn phía. Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, tinh không giống như đã đến ngày tận thế, thật sự làm người ta cảm thấy kinh hoàng. Một tên tu sĩ đã bước nửa bước vào trong đại trận chuẩn bị bỏ đi, vẻ mặt lập tức hiện lên sợ hãi và kinh hoàng giống như gặp một cơn ác mộng đáng sợ đúng lúc này khói bụi hỏa độc đã tiến đến sát bên hắn còn chưa kịp bước chân vào thì đã kêu lên thảm thiết thân thể lập tức hóa thành hắc khí rồi tan vỡ ngay cả nguyên thần cũng bị đốt cháy toàn bộ cuối cùng chỉ còn lại hư vô thậm chí ngay cả thất sắc thiên lôi đang phóng đến khi lôi điện rơi vào trong phạm vi của khói đen và ngọn lửa thì đều nổ tung hàng loạt tiếng nổ ẩm ẩm kinh thiên động địa vang lên liên tục một vài tu sĩ tu vi thấp kém dù chạy ra khỏi phạm vi tấn công của những khối đá khổng lồ dù tránh khỏi bụi hỏa độc nhưng lại bị những tiếng sấm sét đinh tai nhức óc chấn nát nguyên thần. Đám người này miệng phun máu tươi hai mắt trở nên ảm đạm, cuối cùng nguyên thần tan nát. Những âm thanh gào thét thê lương vang vọng bên tai, nhưng tất cả mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt, ngọn núi phun ra khói đen và ngọn lửa lại chấn động. Những con sóng dung nham từ trên đỉnh núi tràn xuống dưới, lập tức này trong tinh không lập tức tràn ngập nhiệt độ kinh khủng giống như muốn phá hủy tất cả vạn vật. Dung nham nóng bỏng bao phủ bốn phía, bảy tám tên tu sĩ có khoảng cách quá gần đang muốn thoát đi nhưng hai người trong số đó đã bị khói bụi hỏa độc tràn ngập tinh không tiến đến cả hai đều thống khổ bỏ mình một kẻ khác phóng thẳng lên bị một khối đá từ trên trời giáng xuống đập lên người ầm ầm cả người lập tức hóa thành một cơn mưa máu văng tung tóe nhưng nhiệt độ quá cao lại làm cho cơn mưa máu đang khoách tán tức thì trở thành một đám hơi máu đám người đó vẫn còn may mắn mặc dù không thoát khỏi cái chết nhưng trước khi chết vẫn còn nhẹ hơn rất nhiều so với bốn người còn lại bốn tên này tốc độ chậm hơn một chút, căn bản còn chưa kịp bay ra thì đã lập tức bị một cơn sóng rung nham đánh đến, hầu như chỉ trong khoảnh khắc khi dung nham chảy qua, thân thể bốn tên này đều tiêu tán, chỉ còn lại những khúc xương đen kịt đang giữ nguyên động tác muốn phóng về phía trước. Bộ xương còn lại cũng chỉ duy trì trong vài nhịp thở thì lập tức tan thành cho bụi. Ngay cả nguyên thần của bọn chúng cũng bị con sóng rung nham tràn qua rồi đốt thành cho bụi. Đau khổ nhất phải kể đến đám người có tu vi cao hơn, bọn họ không chết khi con sóng dung nham thứ nhất tràn qua nhưng thân thể lại không thoát được dòng dung nham đám người này chỉ còn biết dãy ruộng trong dung nham dù cố thi triển các loại thần thông pháp bảo cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn ở phía xa văn thú đang dùng tốc độ cực nhanh để quay trở lại trong cặp mắt lạnh lùng của nó bùng lên những luồng hàn quang khi văn thú bay vào trong phạm vi thần thông của sơn băng thì lập tức phóng thẳng tới địa phương đồng bạn của mình địa phương này thuật sơn băng của vương lâm đã mất hết lực lượng phong ấn không có bất kỳ ngọn lửa nào tiến lại gần đám văn thú. Đám này vừa nhìn thấy Văn Vương tới thì lập tức rít gào chói tai, từng con bay theo sau lưng Văn Vương tạo thành một đoàn quân văn thú, cả đám vọt vào trong sơn băng thần thông. Văn thú của Vương Lâm vô cùng nhớ rõ mối hận, nó mang theo đồng tộc phóng thẳng về phía một tu sĩ si áo vàng đang kinh hoàng phía trước. Người này là một trong đám ba người trước kia dẫn đám văn thú đi, hắn là tên bị thương trên đùi. Tên này vừa mới đánh văng một tảng đá khổng lồ, thì cảm giác phía sau lưng xuất hiện cuồng gió thổi tới. Hắn quay đầu lại thì nhìn thấy văn thú, sắc mặt hắn đại biến đang muốn lui về phía sau, nhưng chậm một bước, bị một đám văn thú phóng tới, tên này kêu lên thảm thiết, toàn bộ thân thể đều bị xé nát. Khi văn thú nếm được máu tanh thì càng trở nên điên cuồng, cả đám bay đi dưới sự chỉ huy của văn vương, tiếp tục tìm hai tên tu sĩ còn lại để báo thù. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong nháy mắt, dưới lực lượng của sơn băng thì không có kẻ nào bị thương mà tất cả đều phải chết nguyên thần lão già áo tím giờ phút này thần sắc lộ ra vẻ sợ hãi đang liều mạng tránh khỏi những tảng đá đen bụi hỏa độc cắn răng chạy thẳng về phía đại trận vẻ mặt lão già áo tím còn lại cũng trở nên tái nhợt lão đang vượt qua một đám bụi hỏa độc cũng không thèm để ý đến chuyện sống chết của đệ tử mà phóng thẳng về phía trận pháp lúc này trong lòng lão tràn ngập kinh hoàng và hối hận lão hối hận vì không kìm nổi lòng tham chỉ vì ba tên đệ tử mang theo văn thú trở về mà gây nên đại họa cho chính mình Ánh mắt Vương Lâm trở nên cực kỳ bình tĩnh, hắn không có bất kỳ thương xót gì đối với đám người này. Nếu đã dám có chủ ý với văn thú thì phải trả giá thật đắt. Hai tay hắn vươn ra, hướng về phía trước đẩy tới, trong miệng quát khẽ: "Sơn, đệ nhất băng." Lời nói của Vương Lâm vừa ra khỏi miệng, tức thì ngọn núi kia lại chấn động một lần nữa, vô số đá vụn từ đỉnh núi lăn xuống rồi dung nhập vào trong dòng dung nham nóng bỏng, hòa thành một thể. Cùng lúc đó, những dòng dung nham nóng bỏng đang cuồn cuộn tràn ra khắp bốn phía đột nhiên phóng lên cao. Khi dung nham phóng lên, một luồng lực lượng khủng bố lập tức bao phủ khắp tinh không. Một vài tu sĩ còn lại bị dung nham đụng phải thân thể, cả đám kêu gào thảm thiết rồi hóa thành bụi đen tiêu tán. Nguyên thần lão già áo tím mới vừa phóng gần tới trung tâm đại trận lập tức sơn băng đệ nhất thức đã hạ xuống. Trận pháp trước đó đã bị tàn phá, trong nháy mắt lập tức xuất hiện vô số mảnh vỡ lan tràn, hàng loạt luồng sáng chói mắt bùng lên sau đó trận pháp này phát ra những tiếng nổ ầm ầm rồi vỡ vụn từng tấc tất cả đều sụp đổ không nguyên thần lão già áo tím mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng thân thể lão không khỏi run rẩy lúc này lão đang dừng lại giữa không trung nhưng trong nháy mắt khi vừa dừng lại lập tức thì một tảng đá khổng lồ rơi xuống đập vào nguyên thần của lão lão già này phun ra một ngụm nguyên thần khí lui về phía sau mấy bước toàn bộ nguyên thần đều bốc cháy nhưng nguy hiểm vẫn chưa hết khoảnh khắc khi nguyên thần lão lui về phía sau thì khói bụi hỏa độc lập tức quét ngang bên ngoài thân thể lão già lập tức hình thành một cơn bão gió bụi những âm thanh thê thảm vang lên liên tiếp không biết lão già này thi triển thần thông nào mà chạy thoát khỏi vị trí trung tâm của cơn bão bụi độc nhưng những gì chờ đợi nguyên thần lão già áo tím chính là ngọn lửa hừng hực lúc này nguyên thần đã ảm đạm không còn chút ánh sáng tựa hồ có thể tiêu tan bất cứ lúc nào hơn nữa trên nguyên thần còn xuất hiện rất nhiều bọc mủ như da cóc trong đó tràn đầy hỏa độc Khoảnh khắc này ngay cả bên trong nguyên thần cũng có ngọn lửa đang thiêu đốt, khiến cho lão già này liên tục lui về phía sau, đau khổ gào thét. Lão chợt ngẩng đầu lên nhìn chừng chừng về phía Vương Lâm, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Lão phu cho dù là chết cũng phải kéo ngươi đi theo. Lão già này giống lên giận dữ rồi phóng thẳng về phía Vương Lâm. Lão đã chọn phương pháp nguyên thần tự bạo. Hàng loạt luồng nguyên lực thiên địa vô tận từ trong nguyên thần, lão già áo tím không ngừng tràn ra, tạo thành một luồng ý niệm điên cuồng phóng về phía Vương Lâm vẻ mặt Vương Lâm vẫn bình thường, trong lúc Nguyên Thần lão giả áo tím phóng đến gần, thì hắn giơ tay phải lên điểm về phía trước một chỉ. Tức khắc trong cơ thể tiên lực chợt bùng lên, tất cả theo đầu ngón tay tuôn ra. Định. Vương Lâm thanh âm lạnh như băng, nhưng khi một chữ này thốt ra thì Nguyên Thần lão giả áo tím lập tức dừng lại. Dù sao tu vi lão giả áo xanh vẫn cao hơn Vương Lâm, nên khi hắn thi triển định thân thuật, thì ngọn lửa đột nhiên bùng lên trong cơ thể giống như sinh ra dấu hiệu phản phệ vương lâm cố gắng áp chế quá trình phản phệ trong cơ thể đồng thời vung tay phải về phía trước côn cực tiên lập tức biến ảo ra giống như một con dao long phóng thẳng tới lão giả một tiếng đùng vang lên giòn tan nguyên thần lão giả áo tím đang muốn tự bạo đã bị côn cực tiên đâm vào sinh ra dấu hiệu tiêu tán những tiếng nổ đùng đùng vang vọng liên tiếp tiếng kêu thảm của nguyên thần lão giả áo tím vang vọng bốn phía vẻ điên cuồng trong mắt đã biến mất thay vào đó là sự sợ hãi lão đang muốn lui về phía sau nhưng lại bị côn cực tiên Quấn lấy rồi kéo về phía Vương Lâm. Vương Lâm chụp lấy Nguyên Thần lão giả áo tím rồi ném về phía trước. Nguyên Thần lão giả áo tím lập tức rơi vào trong túi chữ vật rồi đột nhiên giống như bị thôn phệ mất. Tất cả động tác của Vương Lâm đều như nước chảy mây trôi, không có bất kỳ dấu hiệu nào ngập ngừng. Lão giả áo tím còn lại đột nhiên trở nên run rẩy, vội vàng xoay người bỏ chạy. Vương Lâm sao lại có thể để cho hắn chạy trốn? Thân thể hắn lóe lên rồi trực tiếp phóng theo truy kích hắn vung tay phải lên không trung, quát khẽ, đệ nhị băng. Nhất sơn nhị băng, lúc này Vương Lâm đã hiểu rõ cực hạn của tiên thuật sơn băng, nếu so với lục sơn thập nhị băng của thanh thủy thì cũng không kém nhiều lắm. Sơn băng của thanh thủy có thể hủy diệt một giới, tuy Vương Lâm không làm được điều đó, nhưng nếu hủy diệt những tên tu sĩ này thì hoàn toàn có thể. Nếu không có thiên kiếp thì sẽ chẳng xử lý chuyện này đơn giản như vậy, nhưng có thiên kiếp, đừng nói tới hai lão giả này là tịnh nhất hậu kỳ, dù là toái nhất thì vương lâm cũng dám dùng thiên kiếp để đánh một trận toàn bộ tinh không ở nơi này vì đệ nhị sơn băng mà chấn động kịch liệt ngọn núi khổng lồ run rẩy rồi phát ra những tiếng nổ ẩm ẩm lúc này ngọn núi đột nhiên nổ ẩm một tiếng rồi vỡ tan ngay cả ý niệm và tiên lực của vương lâm ngưng tụ lại thành sơn hồn cũng tan vỡ theo hóa thành vô số đá vụn sụp xuống bốc cháy hừng hừng văng ra tung tóe rất nhiều đá vụn phóng đi như tên bắn những luồng dung nham cùng hòa độc cũng đều phun ra bao phủ toàn bộ tinh không tinh vực nếu chỉ có như thế thì cũng không đáng nói, nhưng dưới ý niệm của Vương Lâm, ngọn núi vỡ vụn đã tạo ra rất nhiều khối đá và dung nham, còn có những luồng khói bụi hòa độc ngập trời. Vương Lâm tay phải vung lên, tất cả mọi thứ đều ngưng tụ lại, rồi hóa thành một dòng sông bốc cháy rừng rực vườn quanh bên ngoài thân thể. Giờ phút này Vương Lâm giống như một vị thần đội trời đạp đất, mái tóc trắng bay phất phơ trong gió, vẻ mặt lạnh lẽo tràn đầy sát khí. Chương 1037, tranh đoạt với thiên, tất cả tu sĩ vân hải tinh vực và đại trận đã tan vỡ toàn bộ lúc này chỉ còn lại một mình lão già áo tím đang bị đệ nhị băng bao vây lão đang phun ra máu tươi rồi liều mạng bỏ chạy lão sợ hãi kinh hoàng run như cầy sấy ánh mắt vương lâm chợt lóe tay phải vung lên phía trước lập tức dòng sông lửa đang cuồn cuộn bên ngoài thân thể phóng thẳng tới lão già vương lâm không nhìn về phía lão già nữa mà ngẩng đầu lên nhìn kiếp vân đang cuồn cuộn vận chuyển trên tinh không một mảng thiên kiếp hình ngọn lửa đang ầm ầm phủ xuống hòa vương lâm thần sắc bình tĩnh khóe miệng lộ ra nụ cười khoảnh khắc khi thiên hòa gào thét phóng đến vương lâm giơ tay phải hướng tinh không điểm ra một chỉ trong thời gian cực ngắn mắt ánh vương lâm lóe lên một bộ khôi giáp màu đỏ thẫm chợt hiện ra trên thân thể của hắn từ xa nhìn lại toàn thân vương lâm giống như đang bùng lên một ngọn lửa mái tóc trắng của vương lâm tung bay sau áo choàng trên bộ giáp đỏ thẫm còn có một chu tức chân linh màu trắng vương lâm phóng thẳng người về phía thiên hòa ngay khi Vương Lâm phóng vào thiên hỏa, thì biển lửa táp đến lập tức bị bộ giáp đang mặc trên người hấp thu sạch sẽ. Lúc này Chu Tước chân linh cũng huyễn hóa ra trở thành một con chu tước, hót vang chấn động. Thiên hỏa bị chu tước lượn vòng quanh giống như đang nhảy múa, tạo thành một dòng nước xoáy chuyển động theo chu tước. Đối với Vương Lâm thì ngọn lửa thiên kiếp này hắn vẫn có thể chịu đựng được. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên thiên không, trong mắt lộ ra vẻ khiêu chiến, cả đời tu đạo của hắn đã gặp qua nhiều lần thiên kiếp, mỗi một lần cũng là cực kỳ chật vật cũng có lần suýt phải bỏ mạng nhưng hắn chưa bao giờ khuất phục. Hôm nay, hắn đã nắm giữ lôi hỏa lực lượng, ý niệm nghịch thiên bị dồn nén nhiều năm trong lòng lại bùng cháy lên. Thiên kiếp này chính là một loại biểu hiện của thiên đạo, nếu muốn nghịch thiên thì trước hết phải nghịch lại thiên kiếp. Khi ánh mắt Vương Lâm lóe lên vẻ khiêu chiến, thì kiếp vân đang cuồn cuộn trên bầu trời lập tức truyền ra những tiếng gầm giống mãnh liệt. Lúc này thiên uy giống như đang bị xúc phạm, tất cả kiếp vân kịch liệt quay cuồng, một luồng thiên uy trong nháy mắt phủ xuống. Thiên Uy hôm nay không phải là lần đầu tiên xuất hiện, trước đây Vương Lâm đã trải qua những kinh nghiệm giống như thế. Khi Thiên Uy hàng Lâm thì tất cả những kẻ phản kháng đều phải chết, nhưng Vương Lâm chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại còn cười dài thốt lên, Lôi kiếp, Hỏa kiếp, Huyễn kiếp, Uy kiếp, chẳng lẽ ngoài bốn thứ này thì không còn gì khác sao? Vương Lâm ngẩng đầu nhìn trời, dưới áp lực của Thiên Uy hàng Lâm hắn vẫn đứng yên như pho tượng. Lời vừa nói ra khỏi miệng thì Thiên Đạo có linh chỉ trong thời gian cực ngắn uy áp đã tăng lên nồng đậm gấp trăm lần. Tinh không bên ngoài cơ thể Vương Lâm lập tức xuất hiện vạn vẹo trong phạm vi lớn, tựa như có một lực lượng vô hình đang xé toạc ra. Thân thể Vương Lâm lập tức bị uy áp đè xuống vài trượng, khôi giáp khắp toàn thân phát ra âm thanh ken két nhưng mặt hắn vẫn ngửa lên trời. Vương Lâm vung tay phải về phía sau, dòng sông lửa đang vườn quanh lão giả áo tím lập tức co rút lại, nhanh chóng thiêu đốt nguyên thần lão giả áo tím. Lão giả áo tím người Vân Hải tinh vực bị thương quá nặng, lúc trước lôi cầu của thiên kiếp đã suýt nữa làm cho thân thể tan rã, nhưng bị lão cố gắng cưỡng ép. Sau đó sơn băng thuật, phủ xuống khiến cho thương thế lão nặng hơn, lúc này Tu Vi đã rơi xuống quá sức tưởng tượng, chỉ còn lại lực lượng của tịnh nhất sơ kỳ. Khi bị dòng sông lửa vờn quanh thân thể, nguyên thần lão già này lập tức trở nên ảm đạm. Nhưng khoảnh khắc khi dòng sông có rút lại thì hai mắt lão già này khép lại thật nhanh, nguyên lực trong cơ thể lập tức bùng nổ, tạo thành một luồng lực lượng khổng lồ thoát khỏi dòng sông lửa phóng thẳng tới vương lâm ngươi chết đi cho ta chết. Đây là lời gầm giống cuối cùng trong đời lão già này, tất cả hóa thành một luồng sát khí nồng đậm trong nháy mắt phóng tới Vương Lâm. Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, tay phải tạo thành trường vỗ về phía nguyên thần lão già này, lập tức nguyên lực trong tinh không ngưng tụ lại, hóa thành một bàn tay khổng lồ, âm thanh ầm ầm vang lên, bàn tay hướng phía nguyên thần lão già đánh tới. Lão già kia thần sắc chợt đại biến, thất thanh nói, đây là là dịch linh ấn của thần tông cấp 9 sao? Khi lão già mở miệng thì bàn tay khổng lồ đã ầm ầm đánh tới. Nguyên Thần lão già áo tím không ngừng lui về phía sau, sau đó lại chạm vào dòng sông lửa sau lưng. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên, Nguyên Thần lão già áo tím lập tức tan nát. Vương Lâm cũng không có thời gian quan tâm, đến lời nói của lão già áo tím trước khi chết, hai tay hắn bấm niệm pháp quyết chỉ về phía dòng sông lửa. Dòng sông ở phía xa lập tức phóng về phía Vương Lâm rồi ngưng tụ ở trên tinh không, sau đó lại hợp thành một ngọn núi. Nhưng ngọn núi này đầy những vết nứt những ngọn lửa đỏ từ trong khe nứt bùng ra chiếu sáng khắp bốn phía. Lúc này thiên uy quá mạnh, không ngừng ép hắn xuống dưới. Vẻ mặt vương lâm trở nên đỏ rực, hắn cười lên ha hả rồi vung hai tay đẩy mạnh về phía trước, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ, sơn băng diệt thiên. Ngọn núi khổng lồ phía trên vương lâm đột nhiên ẩm ẩm bay lên, tốc độ của nó qua nhanh, tạo thành những tiếng gào thét xe gió. Thân thể vương lâm cũng lóe lên rồi lập tức vọt lên ở phía sau. Tay phải hắn giữ chặt chân ngọn núi, giống như đang nâng ngọn núi đầy lửa này phóng thẳng lên kiếp vân trên tinh không. Những tiếng gào thét xe gió vang lên đi tai nhức óc, uy áp trong thiên địa quá mạnh, tất cả đang liên tục bao phủ với mức độ càng ngày càng mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Ngọn núi trên người Vương Lâm liên tục phóng lên phía trước, nhưng lúc này đã tan vỡ với phạm vi lớn, vô số đá vụn tựa như không chịu nổi thiên uy mà vỡ thành cho bụi. Nhưng Vương Lâm cũng không ngừng lại, ngược lại tốc độ càng nhanh hơn, hắn gầm nhẹ rồi tiếp tục ngẩng đầu lên ngọn núi bay thẳng lên tinh không khoảng cách giữa nó và kiếp vân càng lúc càng gần càng ngày càng gần càng lúc càng gần mái tóc vương lâm tung bay phất phơ toàn thân khôi giáp liên tục phát ra những tiếng ken két giống như đã không thể nào chịu nổi uy áp xương cốt trong cơ thể hắn đã bắt đầu phát ra âm thanh ma sát khiến cho bộ mặt hắn nổi đầy gân xanh nhưng tất cả những vấn đề này vương lâm cũng không thèm để ý cái hắn muốn chính là một ý niệm nghịch thiên sau nhiều lần đối kháng cùng thiên kiếp bị động không phải là tính cách của hắn lần này hắn phải phản kích khi liên tục tiến lên ngọn núi đã tan vỡ rất nhiều vô số đá vụn tiêu tán đến cuối cùng cả ngọn núi đã hoàn toàn vỡ nát tất cả chỉ còn lại một vùng khói bụi mịt mờ núi có thể vỡ nhưng sơn hồn vẫn còn sau khi núi đá tan vỡ vương lâm nâng trên tay một ngọn lửa tự như đỉnh núi nếu nói nó là núi thì phải gọi là một ngọn núi được bao phủ bởi một ngọn lửa đỏ thẫm lúc này khoảng cách giữa vương lâm và kiếp vân đã chưa đầy vạn trượng dưới lực tấn công điên cuồng của Vương Lâm thì thiên uy lần nữa lại tăng thêm, lúc này uy áp đang liên tục gia tăng, căn bản không có dấu hiệu dừng lại. Vì vậy hư không bắt đầu xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, hàng loạt khe nứt không gian xuất hiện và phun ra những luồng hàn khí vô tận. Ngay cả ngọn núi được tạo thành từ lửa trên tay phải của Vương Lâm cũng đang dần trở nên ảm đạm giống như sắp bị thiên uy dập tắt. Vương Lâm hét lớn một tiếng, hai tay đẩy mạnh về phía trước, nguyên lực trong cơ thể bùng ra hóa thành một lực đẩy khủng bố tác động lên ngọn núi lửa khoảnh khắc này ngọn núi dùng tốc tốc độ cực nhanh phóng thẳng về phía kiếp vân trên tinh không vạn trượng chín ngàn trượng tám ngàn trượng năm ngàn trượng khoảnh khắc khi ngọn núi lửa tiến vào phạm vi năm ngàn trượng thì trong kiếp vân truyền ra một tiếng gào thét những tiếng nổ ẩm ẩm liên tục vang lên cuối cùng ngọn núi lửa cũng không còn lực đẩy để tiếp tục xông lên nó chấn động rồi lập tức tiêu tán lúc này không còn ngọn núi lửa nên thiên uy cũng không còn gì ngăn cản tất cả đều ép về phía vương lâm trên mặt vương lâm lộ ra vẻ không cam lòng chỉ còn năm ngàn trượng chỉ cần xông qua năm ngàn trượng cuối này là có thể trực tiếp tấn công kiếp vân ngay lúc uy áp phóng tới mắt trái vương lâm lập tức bùng lên ánh lửa mắt phải lóe lên lôi quang ngập trời hắn vươn hai cánh tay ra lôi quang trong mắt phải chuyển lên cánh tay phải ở kia trên tay phải xuất hiện một quả lôi cầu bằng nắm tay đúng lúc này ánh lửa bùng lên trên tay trái rồi ngưng tụ thành một hỏa cầu màu trắng sấm sét trong thiên địa nghe lệnh của lôi long vương lâm ta ngưng tụ lại Vương Lâm ngẩng đầu gầm nhẹ một tiếng, chỉ trong một thời gian ngắn sau lưng Vương Lâm đã xuất hiện một con thái cổ lôi long, biến ảo ra, toàn thân nó tràn đầy lôi quang, trong mắt lại lộ ra ý niệm nghịch thiên. Lôi long ngửa mặt lên trời gầm giống, từng luồng sấm sét đột nhiên huyễn hóa ra, tất cả đều hướng về phía lôi cầu trên bàn tay phải Vương Lâm ngưng tụ lại. Từ xa nhìn lại chỉ thấy trong chu vi mấy vạn dặm bốn phía ngoài thân thể Vương Lâm, dày đặc lôi quang, giống như đã trở thành một địa ngục sấm sét, vô số những tia chớp xẹt qua xẹt lại bên trong, khoảnh khắc này giống như vương lâm đang tranh đua cùng thiên vương lâm đang tranh giành quyền điều khiển sấm sét trong đất trời với thiên khi những luồng sấm sét vô cùng vô tân ngưng tụ lại lôi quang trong kiếp vân lại bị kéo xuống một số lượng cực lớn lúc này kiếp vân rít gào lên vang vọng đất trời tất cả sấm sét đang bị hút xuống lập tức dừng lại giống như chuẩn bị lui về phía sau để trở lại trong kiếp vân thiên đạo thiên kiếp dù thật sự có thiên đạo nhưng nếu thiên muốn tiêu diệt ta ta nhất định diệt thiên vương lâm ta không tin thiên đạo không tin thiên kiếp thứ thiên đạo này chỉ là tự cho mình là đạo thứ thiên kiếp này cũng chỉ là tự cho mình là kiếp mà thôi khi thấy sấm sét đang chậm rãi bị hút trở về trong kiếp vân vương lâm gầm nhẹ một tiếng rồi nắm chặt tay trái lại thiên địa hòa nghe ta chu tức vương lâm hiệu lệnh tụ trong phút chốc ở phía sau vương lâm bên cạnh hư ảnh thái cổ lôi long đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu trắng ngọn lửa thiêu đốt hóa thành một con chu tước khổng lồ chu tước khẽ vỗ cánh âm thanh chu tức vang vọng thiên địa. Lúc này trong phạm vi 5000 trượng của Kiếp Vân, ngoài số lượng lớn lôi quang đang bị kéo xuống, thì cũng có rất nhiều thiên hỏa chậm rãi rơi xuống. Tất cả tạo thành một cái phễu khổng lồ chui vào trong lôi cầu trên tay trái Vương Lâm. Vương Lâm chẳng những muốn cùng Thiên Tranh đoạt quyền điều khiển sấm sét, mà còn muốn cùng Thiên Tranh đoạt quyền điều khiển ngọn lửa trong thiên địa. Một màn này, nếu là có bất kỳ một tu sĩ nào nhìn thấy chắc chắn tâm thần sẽ chấn động lúc này lôi cầu trên tay trái Vương Lâm đang hấp thu lực lượng của thiên địa, đồng thời còn tranh đoạt cả uy lực của kiếp vân. Tiếng gào thét trong kiếp vân lại càng trở nên rõ ràng, một đám mây đỏ như máu đột nhiên bùng ra trong kiếp vân, loại hình thứ năm của thiên kiếp đã xuất hiện, đây chính là huyết kiếp. Khoảnh khắc khi đám mây máu xuất hiện, Vương Lâm ngẩng mạnh đầu, toàn thân giống như mũi tên mang theo lôi cầu và ngọn lửa phóng thẳng về phía kiếp vân. 5000 trượng, 4000 trượng, 3000 trượng, 1000 trượng. Khoảng cách giữa Vương Lâm và Kiếp Vân ngày càng gần, khoảnh khắc khi hắn tiến vào phạm vi ngàn trượng, đám mây màu đỏ máu lập tức phóng đến bao phủ hắn lại. Chương 1038, khí tức của viễn cổ tiên vực. Từ xa nhìn lại, dường như Vương Lâm đang bị màn xương máu kia thôn phệ. Cả tinh không trở nên yên tĩnh. Văn thú ở phía xa mang theo đồng tộc lo lắng bay tới, hai mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Kiếp Vân nhưng cũng không dám tới gần. Uy lực thiên kiếp nó khó có thể thừa nhận nổi thời gian chậm rãi trôi qua ngay lúc văn thú lo lắng định phóng vào kiếp vân thì một tiếng gầm từ trong kiếp truyền ra trong đám mây mù màu đỏ quay cuồng lôi quang ầm ầm lóe lên còn có biển lửa bùng lên thiêu đốt một thân ảnh màu đỏ thẫm từ trong đám sương mù lao ra đó chính là vương lâm vương lâm sắc mặt tái nhợt nhưng thần sắc lại lộ ra vẻ dữ tợn và mệt mỏi khi hắn lao ra khỏi đám sương máu liền phóng thẳng tới kiếp vân trong nháy mắt đã vượt qua ngàn trượng trực tiếp xông vào kiếp vân bên trong ngay lúc tiến vào kiếp vân vương lâm lập tức cảm nhận được lực lượng thiên địa mênh mông cuồn cuộn tràn tới hai tay hắn đẩy mạnh về phía trước lôi hỏa lần lượt thay đổi lập tức sinh ra một luồng lực lượng hủy diệt kinh thiên động địa một tiếng ầm ầm vang vọng trong lúc lôi hỏa không ngừng va chạm kiếp vân lập tức nhanh chóng co rút lại bên trong đó vang lên những tiếng chấn động không ngừng bên trong kiếp vân lôi quang trói lọi lửa cháy hừng hực tạo thành một lực lượng công kích quét ngang dần dần kiếp vân điên cuồng co rút lại bên trong tiếng gầm thét lại càng vang vọng khắp thiên địa chỉ trong nháy mắt trong tiếng ầm ầm kiếp vân không ngờ liền sụp đổ giống như bị một bàn tay xé nát thân thể vương lâm trong kiếp vân bên rõ ràng cảm nhận được lực xé rách này thân thể hắn tựa như cũng bị xé ra hắn đang muốn lui lại phía sau nhưng lập tức hai mắt sững lại ở trong kiếp vân bốn phía là một đám mây mù nhưng vương lâm lại nhìn thấy xa xa phía trước trong mây mù thậm có một cái khe sương mù nồng đậm từ trong cái khe không ngừng phun ra dường như cái khe này chính là nguồn gốc của thiên kiếp hơi do dự một chút vương lâm nhìn chằm chằm cái khe thân thể thoáng một cái bay thẳng tới phía trước chớp mắt đã đến bên ngoài cái khe đó kỳ dị chính là thân thể hắn ở chỗ này lại không hề cảm nhận một chút lực rằng xé nào hiện tượng quỷ dị này khiến cho vương lâm đề phòng hơn cắn răng lại thần thức vương lâm tách ra một tia trực tiếp chui vào trong cái khe đó ngay khi thần thức tiến vào cái khe này thân thể vương lâm lập tức run rẩy kịch liệt thần thức vương lâm mới vừa tiến vào trong cái khe lập tức thấy một mảnh thiên địa khác nơi này trời xanh biển xanh tiên khí tràn ngập mặt đất rộng rãi nhìn không thấy cuối nhưng vương lâm lập tức nhìn thấy trên mặt đất có một bức tượng đá rất lớn bức tượng đá này bất ngờ chính là một cổ thần mi tâm của cổ thần này có tám tinh điểm có hai tinh điểm đã bị phong ấn hắn đứng ở đó không hề nhúc nhích phẳng phất như là vật đã chết nhưng vương lâm rõ ràng cảm nhận được từ trên thân thể cổ thần truyền ra sinh cơ mênh mông vô tận nếu chỉ có như thế cũng thôi, không đủ để cho Vương Lâm khiếp sợ, nhưng hắn còn nhìn thấy không phải chỉ là một cổ thần, mà cả vùng đất lão có không dưới 10 tượng đá cổ thần, còn có cả trăm cụ yêu, cổ ma tượng đá ở đó. Trên đỉnh đầu của một tượng đá cổ ma, có một thanh niên mặc đạo bào đang khoanh chân ngồi. Thanh niên này đang cầm một cái gương trong tay, không ngừng bấm tay tính toán. Động khẩu thiên kết, theo lời mã sư bá, hẳn là chỗ này. Đang lúc này, thanh niên kia đột nhiên ngẩng đầu, khẽ kêu một tiếng hai mắt hiện ra vẻ mừng rỡ nhìn lên thiên không hiển nhiên là đã phát hiện ra thần thức của vương lâm ánh mắt hắn lóe lên lập tức liền có một luồng sáng màu xanh từ trong hai mắt chiếu thẳng lên bầu trời vương lâm không có chút nào do dự lập tức chặt đứt liên hệ cùng tia thần thức cả người vội vã lui lại lôi hỏa tràn ngập quanh thân thể không để ý tới điều gì mà nhảy thẳng vào trong kiếp vân đang quay cuồng hóa thành một thân ảnh đỏ thẫm từ bên trong lao ra rời khỏi kiếp vân phóng thẳng tới trên lưng văn thú Hắn mới vừa rời khỏi Kiếp Vân, lập tức biến sắc, cảm nhận được tia thần thức của mình đã bị hủy diệt. Hắn không suy nghĩ gì nhiều, tốc độ nhanh hơn, phóng đến văn thú, tay áo vung lên liền lập tức thu đàn văn thú lại, cũng thu lại tấm phù văn màu vàng trên lưng văn thú. Tất cả hành động của hắn hoàn toàn trôi chảy không ngừng lại chút nào. Vương Lâm cầm lấy phù văn màu vàng nhanh chóng dán lên người mình, toàn thân hắn lập tức xuất hiện gió lốc, tốc độ tăng vọt, hóa thành một đạo cầu vồng phóng thẳng về phía trước khi vương lâm rời đi không lâu trong kiếp vân vang lên những tiếng ầm ầm kịch liệt cuối cùng toàn bộ kiếp vân không ngừng có rút lại từ xa nhìn lại dường như bắt đầu tiêu tán nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thể thấy kiếp vân cũng không phải là tiêu tan mà là không ngừng ngưng tụ hóa thành một luồng sáng màu xanh trong nháy mắt khi luồng sáng màu xanh này xuất hiện một luồng khí tức không thuộc về thế giới này nhanh chóng tràn ra thiên kiếp ở nơi đây nhất thời tan giã không ngờ vô tình ta lại giúp hắn đánh tan một trong bốn thiên kiếp mạnh nhất thôi ta cuối cùng cũng có thể từ địa phương chết tiệt đó chạy thoát giúp hắn một lần xem như trả ơn vậy bên trong luồng sáng màu xanh truyền ra một tiếng hưng phấn chợt lóe lên rồi biến mất ngay trong nháy mắt này ở tây bộ của liên minh tinh vực trên một tinh cầu tu chân bình thường có một lão giả đang ngồi trong một đám cây cỏ toàn thân lão giả này mặc áo đen thần sắc bình tĩnh phẳng phất như hết thảy mọi chuyện trong thiên địa đều không thể làm cho hắn thay đổi sắc mặt nếu là vương lâm ở chỗ này lập tức sẽ nhận ra lão giả này chính là người trong La Thiên Tinh vực năm đó đã ngăn cản Thanh Thủy, cùng Diêu Gia lão tổ giao chiến. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, phía dưới hắn là đám cỏ xanh, nhưng dưới ánh mặt trời, không ngờ đám cỏ xanh lại sinh trưởng rất quỷ dị, trong chớp mắt đã từ xanh mướt trở thành khô vàng, sau đó lại lập tức trở lại xanh mướt, cứ như thế tuần hoàn không ngừng. Đang giơ tay lên định ngắt một nhánh cỏ, nhưng trong phút chốc, lão già này lại run rẩy, chợt ngẩng đầu, hai mắt lộ vẻ khó tin. Nếu mà Viêm Lôi tử thấy nét mặt lão giả áo đen lúc này chắc chắn sẽ phải rung động tâm thần. Người này là người mà hắn cực kỳ tôn kính, vô số năm qua lúc nào cũng là thần sắc bình thản, chưa bao giờ giống như lúc này. Tay áo lão giả phất lên, cả người lập tức trở nên trong suốt, biến mất. Hắn không biết đã đạt tới tu vi nào, vừa thi triển thần thông gì, thế nhưng khi xuất hiện đã ở tại nơi Vương Lâm vừa độ thiên kiếp. Khoảng cách mà hắn vượt qua thật sự quá lớn, cho dù là xúc địa thành thốn, cũng không thể chỉ một lần là tới. Nhưng hiển nhiên tất cả đối với lão giả mà nói, vô cùng đơn giản. Hắn lúc này cau mày đảo mắt khắp nơi, cuối cùng rơi vào một mảnh tinh không hư ở phía trước. Nơi này chính là nơi mà lúc nãy lùng ánh sáng màu xanh xuất hiện, một tia khí tức của viễn cổ tiên vực. Lão giả trầm ngâm chốc lát, sau đó xoay người rời đi, lại nói tới Vương Lâm một đường phóng tới phạm vi của Tứ Thánh Tông, ở Đông Bộ Liên Minh Tinh Vực. Lúc này tốc độ của hắn mới thông thả trở lại, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng thanh niên mặc đạo bào kia. Cảnh tượng đó khiến cho hắn vô cùng chấn động. Hắn là ai nhỉ? Vương Lâm mắt lộ ra vẻ cực kỳ kiêng kỵ, quay đầu lại nhìn thoáng qua tinh không phía sau đen nhánh, bước lên nửa bước. Sóng ngợn quanh quẩn, thân ảnh hắn lập tức biến mất, khi xuất hiện đã trở lại Chu Tước Thánh Tông. Không tiến vào trong tinh vực bị thiêu đốt, mà Vương Lâm chọn một tinh cầu hoang dã, sau khi hắn tiến vào tinh cầu liền tìm một ngọn núi khoanh chân ngồi xuống. Hắn thở ra một hơi, càng nghĩ càng là kinh hãi, hồi lâu sau hắn mới đè nén được đủ loại ý nghĩ trong lòng, tay phải chụp vào hư không, lập tức phía trước xuất hiện một cái khe, tay phải hắn lại vung lên, nguyên thần lão già áo tím hiện ra trong tay hắn. Không chút do dự, thần thức vương lâm trực tiếp tràn ra, vờn quanh đầu của nguyên thần đang hôn mê kia, sau đó chui vào. Lập tức một loạt ký ức đã bị hắn mạnh mẽ rút ra. Phong tiên giới, vân hải tinh vực. Hai mắt vương lâm tỏa sáng, lộ vẻ suy tư, một lát sau sắc mặt tỏ ra vui mừng. Vân hải tinh vực trầm ngâm một lát, Vương Lâm lại lần nữa dò xét trí nhớ của Nguyên Thần, tìm kiếm hướng đi tới Vân Hải. Một lúc lâu sau, Vương Lâm thu hồi thần thức, khóe miệng mỉm cười. Vân Hải tinh vực kết cấu, cùng La Thiên tinh vực hoàn toàn bất đồng, cũng là cực kỳ thích hợp với ta. Còn có phong tiên giới, không người có rất nhiều văn thú. Không nghĩ tới tứ đại tiên giới chỉ có Vân Hải là rào cản không gian yếu kém nhất, chỉ cần một trận pháp đặc biệt là có thể đi xuyên qua. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nhìn thoáng qua trong tay Nguyên Thần, cực kỳ cẩn thận đem nguyên thần phong ấn, sau đó thu vào trong không gian chữ vật. Nguyên thần này có thể thi triển tiên thuật của Thanh Thủy sư huynh truyền thụ cho, biến nó thành lộ dẫn, hiện giờ chỉ còn thiếu trận pháp. May mà tài liệu chế tạo trận pháp cũng không quá khó tìm, chỉ cần nghiên cứu thấu triệt là ta có thể bắt tay vào bố trí. Nếu mọi chuẩn bị của ta đối với thác xâm không có hiệu quả, như vậy Vân Hải sẽ là lựa chọn cuối cùng của ta. Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát, sau đó đứng lên, hít vào một hơi thật sâu, nhìn về hướng chu thước thánh tông thì thầm lúc này lão thánh hoàng đang chờ ta la thiên tinh vực các thế lực trong liên minh tinh vực thì âm tông các ngươi đều có ngọc giản vương lâm ta đưa cho sợ đều là muốn đục nước béo cỏ trên thực tế các ngươi cũng đúng phân nửa rồi vương lâm ta đúng là có mục đích khác muốn đem toàn bộ các ngươi kéo tới vùng đất cổ thần không để cho các ngươi có tinh lực đi phá hoại kế hoạch cứu thanh long thánh hoàng của tứ thánh tông không biết một kế này của ta các ngươi có thể phát hiện hay không hắn muốn đi gặp vương nguy cùng hồ quyên một lần nữa còn có cổ ma tháp giả bị thái cổ thánh khí huyết phong ấn mà lúc này trung tâm liên minh tinh vực tổng bộ liên minh tu chân có một việc kinh thiên phát sinh khiến cho ngay cả đại trận phong tỏa bên ngoài cũng chấn động kịch liệt cùng lúc đó bên trong tinh vực bị thiêu đốt ở chu thước thánh tông nhục thân của lão thánh hoàng đang ngồi trên tảng đá màu trắng đột nhiên mở bừng hai mắt nhưng lập tức bên ngoài hai mắt có một đám máu bắn ra vương lâm mau tới gặp ta nhanh chương 1039, Thánh Hoàng qua đời. Trong nháy mắt khi lão Thánh Hoàng dùng thần niệm truyền tin, thì Vương Lâm đang ở bên ngoài tinh vực bị thiêu đốt đột nhiên thân thể run lên, hắn ngẩng phát đầu, sắc mặt lập tức biến đổi. Đều là chu tức Thánh Hoàng, cùng tu luyện cửu huyền biến, hắn cùng với lão Thánh Hoàng hiển nhiên có một phương thức truyền thần niệm đặc biệt, Vương Lâm không chút nào do dự, thân thể lập tức nương theo phù chú, cả người như bị sét đánh lao thẳng vào tinh vực đang bị thiêu đốt. Tốc độ hắn cực nhanh, chỉ vừa mới tiến vào trong tinh vực đang bị thiêu đốt liền lập tức bước nửa bước về phía trước xúc địa thành thốn trực tiếp biến mất vô ảnh trong thời gian ngắn bên ngoài tảng đá màu trắng nơi lão thánh hoàng ngồi có một loạt gợn sóng vặn vẹo vương lâm thân ảnh từ trong đó bước ra liếc mắt một cái liền thấy được lão thánh hoàng hai mắt chảy đầy máu tươi tử khí trong cơ thể lão thánh hoàng tản ra không cần thần thức vương lâm cũng có thể cảm nhận được tử vong đang giữ tợn muốn cướp đi sự sống của lão thánh hoàng tiền bối vương lâm mắt lộ bi ai hướng phía trước nửa bước, mở to miệng muốn nói cái gì đó, nhưng hoàn cảnh này dù hắn có thiên ngôn vạn ngữ cũng không nói nên lời. Lão Thánh Hoàng ngừng đầu, trong đôi mắt chảy máu đen dường như có một tia sáng nào đó hiện lên. Sư huynh thanh thủy của ngươi xác thực là ở tổng bộ liên minh tu chân, mấy năm trước đại trận của liên minh, tu chân mở ra là có liên hệ trực tiếp đến hắn. Hắn không có chết, nhưng hắn điên rồi. Tổng bộ liên minh tu chân vô số năm qua không ngờ ẩn giấu một bí mật kinh thiên, năm đó đám người trọng huyền từ lần đầu tiên tới vũ tiên giới chẳng những đạt được phần lớn truyền thừa mà còn phát hiện một vài vật thần bí vô số năm qua bọn họ vẫn không ngừng nghiên cứu chuyện này sợ rằng côn hư cảnh cũng không biết những vật thần bí đó quá mức trọng đại thậm chí có thể gây nguy hiểm cho tứ đại tiên giới vương lâm ngươi chóng đi cứu thanh long thánh hoàng sau đó đem ngọc này giản lập tức đưa đến côn hư cảnh việc này quá mức kinh hãi tu vi ngươi không đủ tuyệt đối không nên dính vào lão thánh hoàng nói những lời này như chăn chối, một hơi nói ra nhiều lời như thế, không khỏi thở dốc. Nhưng hắn vẫn gắng ngượng giơ tay phải lên điểm lên mi tâm mình một cái. Lập tức bên trong nguyên thần liền biến ảo ra, tung bay bên ngoài thân thể, nhìn thật sâu vào vương lâm, ánh mắt lộ ra vẻ hiền lành. Vương lâm, tự giải quyết cho tốt, lão phu không thể giúp ngươi được nữa. Hắn vừa nói xong, nguyên thần liền tản ra một luồng ánh sáng nhu hòa, nhưng trong nháy mắt ánh sáng nhu hòa đó liền biến thành chói mắt, xuyên thấu vạn trượng tỏa ra bốn phương tám hướng trong nháy mắt ánh sáng này dường như đạt tới cực hạn vương lâm thấy hoa mắt không ngờ nhìn thấy nguyên thần lão thánh hoàng lộ ra vẻ được giải thoát hóa thành một mảnh tinh quang dần dần tiêu tán ở vị trí nguyên thần lão thánh hoàng tiêu tán xuất hiện hai vật một là một ngọc giản màu đỏ ngoài ra còn có một tinh thể to bằng nắm tay tinh thể này bên trong có tiên khí chuyển động chậm rãi tản ra bốn phía vương lâm trầm mặc vẻ bi ai trong mắt càng đậm yên lặng nhìn nơi lão thánh hoàng nguyên thần vừa biến mất hồi lâu sau hắn thở dài một tiếng nhìn thoáng qua thân thể lão thánh hoàng thân thể mất đi nguyên thần sau đó lập tức bùng lên một ngọn lửa cuối cùng hóa thành một tượng đá bốc cháy tuy nhiên vẫn còn giữ nguyên vẹn khuôn mặt lão thánh hoàng khi còn sống ngoài ra ở nơi mi tâm cũng không còn dấu ấn chu tước vương lâm lui về phía sau mấy bước quỳ xuống trên tảng đá hướng về lão thánh hoàng dập đầu lạy ba cái vương lâm hắn cả đời không lạy trời đất nhưng trước mặt chu tước lão thánh hoàng thì vương lâm lại dập đầu lạy ba lạy tạ ơn trong khoảnh khắc khi lão thánh hoàng tử các trưởng lão của chu tước thánh tông hầu như toàn bộ đều cảm nhận được sự bi ai trong tâm thần bọn họ yên lặng bay ra khỏi tinh cầu hướng về nơi thân thể lão thánh hoàng quỳ xuống nước mắt đầm đìa cung tiễn thánh hoàng cầu cho lão nhân ra yên nghỉ nguyện thánh hoàng trên trời có linh thiêng che chở cho chu tước thánh tông ta dần dần không chỉ có bọn họ mà tất cả tộc nhân trên chu tước Thánh Tông đều cảm nhận được nỗi bi ai tràn ngập thiên địa này, bọn họ biết lão Thánh Hoàng đã ra đi. Đám tộc nhân quỷ xuống, nước mắt yên lặng chảy dài. Cung tiễn Thánh Hoàng. Từng tiếng hô phát ra từ phế phủ dần dần từ từ trong tinh cầu tu chân truyền ra, càng ngày càng cao. Thậm chí các pho tượng chu tước trên mấy đại chủ tinh của chu tước, Thánh Tông giờ phút này cũng phát ra từng tiếng kêu bi ai. Một thân thể chu tước hư ảo, lộ ra vẻ già nua cùng mỏi mệt từ trong bức tượng đá của lão Thánh Hoàng bay ra, càng bay càng cao, cuối cùng biến mất trong tinh không, hóa thành hư vô. Từng oai phong một phương, khi Bạch Hổ Thánh Hoàng chết trận, Huyền Vũ Thánh Hoàng phản bội, Thanh Long Thánh Hoàng mất tích, Chu Tước lão Thánh Hoàng mang theo tứ thánh tông vượt qua mọi nguy cơ, gắng gượng qua vô số năm giờ đã qua đời. Giờ phút này, các trưởng lão trong Thanh Long Thánh Tông, Bạch Hổ Thánh Tông, Huyền Vũ Thánh Tông trong lòng đều có cảm giác, yên lặng nhìn về phía phương hướng Chu Tước Thánh Tông, đám người này cũng quỳ xuống, tộc nhân của tam tộc cũng quỳ xuống một luồng khí tức bi ai bao trùm toàn bộ đông bộ liên minh. Quang Vinh giờ đã theo gió bay đi, còn lại hôm nay chỉ là những hồi ức. Bãi bể nương dâu, chỉ còn lại quá khứ bi hùng, tồn tại vĩnh hằng trong lòng tất cả tộc nhân. Sau khi Chu Tước Lão Thánh Hoàng qua đời, trong liên minh tinh vực, La Thiên triệu tập tất cả tu sĩ, dưới sự thống lĩnh của đám người viêm lôi tử, thậm chí còn có gia tộc tu chân truyền thừa từ viễn cổ, từ La Thiên chạy tới nơi này, hướng về phía Chu Tước Tinh. Một toàn lôi tiên điện di động theo sau xung quanh là đông đảo tu sĩ, tản mắt ra uy áp vô cùng. Không chỉ có là bọn họ, thì âm tông cũng cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, hướng thẳng phía Chu Tức Tinh. Trong đội ngũ thật dài, cứ mỗi đệ tử thì âm tông lại mang theo một cỗ quan tài, từ xa nhìn lại, phảng phất như là một đoàn quan tài di động. Hành động của hai thế lực này khiến cho các thế lực trong liên minh chú ý, kết hợp với Ngọc Giản lúc trước đạt được, các thế lực trong liên minh thông qua mật đàm đều nhanh chóng phái ra nhân mã. Nhất thời cả liên minh tinh vực ào ào nổi sóng. Một luồng khí tức hắc ám che phủ cả ánh bình minh dần dần bao lộ ra. Ở một phương khác, tại Tứ Thánh Tông ở Đông Bộ Liên Minh Tinh vực phía đông, cũng có các trưởng lão mang theo tộc nhân bay về phía Chu Tức Tinh, Tứ Thánh Tông cũng chính thức có hành động. Cơ hồ ngay khi các thế lực khắp nơi đồng thời đổ xuống Chu Tức Tinh, bên trong Chu Tức Thánh Tông, cùng với Tam Tông tổng cộng có 35 trưởng lão toái Niết đang ngồi khoanh chân tạo thành trận pháp, thần sắc tràn ngập vẻ ngưng trọng cùng chờ mong. Trung quanh bọn họ đều có đồ án trận pháp, chính giữa 35 người là một trận pháp hình tròn, giờ phút này này phía trong trận pháp đó trống không. Nhưng từ đó tỏa ra 35 phương vị đều là nơi các trưởng lão đang ngồi. Bên ngoài 35 người này là rất nhiều tộc nhân của Tứ Thánh Tông, chi chít dưới không dưới mấy vạn. Bọn họ cũng đều khoanh chân mà ngồi, phía dưới cũng có trận pháp cùng liên hệ với trận pháp của 35 trưởng lão. Những tộc nhân này đang đợi hiệu lệnh, chỉ cần có hiệu lệnh, bọn họ sẽ phóng thích nguyên lực trong cơ thể mình không hề giữ lại theo trận pháp phía dưới tràn vào, mở ra đại trận. Giờ phút này, Vương Lâm đang đứng trong tinh không, chậm rãi bước đi. Không lâu sau hắn đã ở phía trước một biển lửa hình tròn. Biển lửa này giống như cơn lốc chuyển động, bên trong đó thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng hứa lập quốc giống giận. Hứa lập quốc. Vương Lâm ở bên ngoài biển lửa dừng lại, quát khẽ một tiếng. Lời vừa nói ra, lập tức tiếng nói của Hứa Lập Quốc trong cơn lốc sững lại một lúc, cùng lúc đó biển lửa phía trước Vương Lâm đột nhiên di chuyển về hai phía dần dần mở ra một cái khe thật lớn, khe hở này xuyên qua gió lốc vào tận trong cùng, nhìn theo khe hở này có thể thấy rõ ràng thân ảnh chật vật của Hứa Lập Quốc. Nghe thấy giọng nói của Vương Lâm, Hứa Lập Quốc ngẩn ra, theo tiềm thức lô ra vẻ a dua, nhưng lập tức đã bị hắn áp chế xuống, sau đó trên mặt chỉ còn có vẻ giận dữ. Cái tên sát tinh nhà ngươi cuối cùng cũng nhớ tới Hứa gia gia rồi, lão tử hôm nay không để cho ngươi yên đâu. Hứa Lập Quốc trong ma 61 INA8 em nay trải qua vô số nguy cơ sinh tử, không thể không đi tìm hiểu viễn cổ kiếm ý tu vi có thể nói là đột nhiên tăng mạnh tu sĩ khuy niết tầm thường hắn cũng dám đấu một trận giờ phút này mang theo lửa giận bừng bừng hắn lao tới cả người lập tức hóa thành một thanh đại kiếm dài hàng trượng hình dáng bên ngoài không ngờ lại giống với kiếm tiên mơ hồ còn có chút khí tức của thanh kiếm cự phú hắn lao đến ngọn lửa bên ngoài lùi lại khiến cho đại kiếm do hứa lập quốc biến thành lao thẳng ra khỏi cái khe trong nháy mắt đã tới gần vương lâm ánh mắt vương lâm lóe lên hàn quang chẳng thèm liếc mắt nhìn đại kiếm kia một cái tay phải hướng phía trước vung lên lập tức trong tinh không liền có vô tận thiên địa nguyên lực ầm ầm ngưng tụ đến dưới một cái phất tay của vương lâm liền trực tiếp đánh tới đại kiếm kia tiếng ầm ầm vang vọng thanh đại kiếm tan nát vẻ mặt hứa lập quốc kinh hãi lui về phía sau nhưng không cam lòng gầm lên một tiếng thân thể không người lại hóa thành chín thanh đại kiếm xoay quanh hình thành một kiếm trận tạo nên một luồng kiếm ý ngập trời lần nữa xông về phía vương lâm vương lâm hơi gật đầu lúc này hứa lập quốc mới có bộ dạng phù hợp yêu cầu của hắn thân thể nhoáng lên một cái vương lâm đã trực tiếp đi vào trong kiếm trận tay phải giơ tùy ý chụp một cái lập tức bắt được một mũi đại kiếm hắn mạnh mẽ vuốt một cái lập tức liền có những tiếng răng rắc văng lên toàn bộ tám thanh đại kiếm còn lại đều nát vụn nhưng kiếm y bên ngoài vẫn chưa tiêu tán không ngờ hóa thành tám cái đầu lâu rất lớn hướng vương lâm cắn tới có chút thú vị mắt phải vương lâm lóe lên lôi quang bên ngoài thân thể hắn lập tức có vô tận lôi điện gào thét phóng ra quét ngang bốn phía giống như có ngàn vạn con ngân xà tám cái đầu lâu kia lập tức chuyển ra những tiếng kêu thảm thiết sau đó đều bị vỡ tung nắm đại kiếm còn lại trong tay tay phải vương lâm hơi vừa dùng lực nhất thời từ trong đại kiếm chuyển ra tiếng kêu kinh hãi của hứa lập quốc chủ nhân chủ nhân tiểu hứa tử sai rồi không phải là cố ý chỉ là nhiều năm như vậy không gặp chủ nhân cao lớn uy mãnh anh tuấn tiêu sái Trí Dũng song toàn diện mạo bất phàm trên đời vô song không ai sánh, bằng anh minh thần võ phong lưu phóng khoáng ngọc thụ lâm, phong tài trí hơn người học một biết mười tu vi thông thiên. Chủ nhân, tiểu Hứa tử rất là nhớ. Nhiều năm như vậy rồi, chủ nhân cuối cùng cũng đã nhớ tới tiểu Hứa tử, ta còn tưởng rằng người đã quên ta rồi chứ. Chủ nhân nhẹ tay một chút, nhẹ tay thôi. Hứa Lập Quốc trời sinh tính nhát gan, giờ phút này bị hù dọa đến hồn phi phách tán, tất nhiên là miệng như bôi mỡ. Một hơi đem hết tất cả từ ngữ mà mình có thể nghĩ ra gào lên khiến cho Vương Lâm nghe thấy cũng phải ngẩn ra. Hứa Lập Quốc này lại một lần nữa cảm nhận được nguy cơ tử vong, tay phải Vương Lâm giống như là thiên đạo, có thể thu lấy tính mạng của hắn, chỉ cần bóp nhẹ một cái là lập tức bóp nát kiếm hồn nơi hắn đang ẩn thân. Chương 1040, vũ giới mở ra. Câm miệng. Vương Lâm chau mày quát. Hứa Lập Quốc lập tức không dám nói thêm, chỉ là thân kiếm run lên dữ dội, nội tâm thầm nghĩ, xong hết rồi, xong hết rồi vừa rồi không bình tĩnh suy nghĩ dám ra tay với sát tinh hứa lập quốc ơi là hứa lập quốc ngươi nói ngươi là một ma đầu anh minh thế nào lại xúc động như vậy lần này tế luyện một lần coi như xong ta sẽ xem xét biểu hiện của ngươi sau này nếu còn dám phản nghịch thế này nữa thì ta sẽ trực tiếp xóa kiếm hồn của ngươi tiếng nói lạnh như băng của vương lâm rơi vào tai hứa lập quốc tựa như gió xuấn mơn man trái tim kinh hoàng lập tức bình tĩnh trở lại vội nói chủ tử ngài thật sự là anh không đợi hắn nói xong Vương Lâm liền vung tay phải lên, ném đại kiếm này vào trong túi chữ vật, không thèm nghe hứa lập quốc càng ngày vỗ mông ngựa càng khoa trương này nữa. Thu lại hứa lập quốc, thân thể Vương Lâm bước một bước, lập tức biến mất hoàn toàn. Trên một tu chân tinh trong chu tước Thánh Tông, Tháp Sơn Thủy Trung vẫn ngồi khoanh chân đả tọa, bên cạnh có đặt một tấm da thú, dùng máu tươi phối hợp với lực lượng của phủ văn trong cơ thể vẽ một bức tranh. Đang vẽ, đột nhiên tay phải Tháp Sơn run lên, ngẩng đầu lên thì phía trước hắn, vương lâm không biết từ bao giờ đã hiện ra bình tĩnh nhìn hắn chủ nhân tháp sơn trầm mặc một lúc rồi thấp giọng khổ sở nói vương lâm thu hồi ánh mắt nhìn về phía xa xa hồi lâu sau mới bình tĩnh nói ngươi đã khôi phục thần trí không nên gọi ta là chủ nhân nữa trên mặt tháp sơn lại càng lộ vẻ khổ sở nhẹ giọng nói năm đó nhờ chủ nhân mà ta có thể sống tới ngày hôm nay đại ân này tháp sơn sẽ không quên vương lâm thở dài nhìn tháp sơn nói khi nào sẽ đi thân thể tháp sơn chấn động ngẩng đầu nhìn vương lâm trầm mặc trong chốc lát rồi cười khổ nói chủ nhân làm thế nào lại nhân ra ngươi từ sau khi tới nơi này vẫn luôn chế tạo phù văn nếu không phải trong lòng có ý định rời đi thì sẽ không như vậy mấy năm nay đây là lần đầu tiên vương lâm gặp mặt tháp sơn nhìn tiên vệ trước đây của mình vương lâm trong lòng không khỏi dâng lên những cảm xúc phức tạp tháp sơn gật đầu thấp giọng nói ta muốn tới la thiên gặp tộc nhân ta một lần chủ nhân những phù văn này ngoài thứ ta cần dùng ta còn vì người mà chế tạo ba đạo, đó là tốc, băng, phong. Hắn vừa nói vừa lấy ra từ trong lòng ba tấm da thú, đứng dậy cung kính giao cho Vương Lâm. Ba tấm phù này là hắn dùng một loại gia thú rất hiếm để chế tạo, tác dụng so với những phù văn tầm thường cao hơn gấp mấy lần. Vương Lâm nhìn Tháp Sơn, tiếp nhận ba tấm phù chú này, nhẹ giọng nói, lúc này liên minh tinh vực rất loạn, ngươi đi đường cẩn thận. Tháp Sơn nhìn về phía Vương Lâm, gật đầu vâng dạ. Nếu ở Thanh Linh Tinh, mà có gặp đồ đệ ta thu nhận năm đó thì thay ta chiếu cố cho nó một chút. Vương Lâm nhìn thật sâu Tháp Sơn một lần nữa, xoay người rời đi. Mãi cho tới khi Vương Lâm đi rồi, Tháp Sơn vẫn yên lặng quỳ trên mặt đất, hướng về phía Vương Lâm vừa rời đi dập đầu một cái, trên mặt lộ ra nét kiên nghị, thu hồi tất cả gia thú, hít thở sâu một hơi sau đó đứng dậy bao vào trong tinh không. Lần này tới Vũ Tiên giới cứu Thanh Long Thánh Hoàng, Tư Đồ Nam hiển nhiên là muốn đi theo. Độc tố trong cơ thể hắn dù sao cũng chưa hoàn toàn bức ra nếu không có giải dược thì thủy trung vẫn rất phiền toái. Khi Vương Lâm còn đang di chuyển thì Tư Đồ Nam đã ở chỗ 35 trưởng lão của Tứ Thánh Tông. Hắn ngồi phía sau một trưởng lão. Người này chính là người những năm gần đây di áp Tư Đồ Nam khử độc. Tư Đồ Nam khoanh chân ngồi một chỗ, thần sắc nghiêm túc nhưng trong lòng lại đang nghĩ đủ mọi chuyện. Lần này nếu có thể hoàn toàn giải được độc tố thì nhất định phải kéo Vương Lâm tới Phương Loan Tinh báo thù. Tư Đồ Nam hắn những năm gần đây Chịu bao nhiêu thống khổ thì phải khiến cho đám nữ tu ở Phượng Loan, tinh kia chịu gấp cả chục cả trăm lần. Trong phạm vi Chu Tước Thánh Tông, còn có một số tinh cầu hoang dã không thích hợp cho tu sĩ tồn tại. Trên những tinh cầu hoang dã đó tràn ngập độc khí, dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa, uy lực độc khí này rất lớn. Giờ phút này nơi Vương Lâm xuất hiện chính là một tinh cầu hoang dã như vậy. Trên tinh cầu này không có một loài thực vật nào, thậm chí cả sinh linh hầu như cũng không có, chỉ có một mảnh màu đen hoang vu, tản mát ra nhiệt độ nồng đậm hắn đi vào trong màn xương đen liền cảm thấy một tia độc khí dung nhập trong sóng nhiệt chậm rãi tràn tới trong phiến hoang vu này không phải là một vùng đất bằng phẳng mà có núi non trùng điệp cũng có nhiều thung lũng vương lâm nhìn về phía trước chính là một thung lũng từ trên nhìn xuống chỉ thấy một vùng đen kịt có sóng nhiệt bốc lên thổi mái tóc bạc trắng của hắn tung bay vương lâm bái kiến vân tiên đạo lữ nhị vị tiền bối tiếng nói của vương lâm vang vang truyền tới ôm quyền đứng đó sau khi tiếng nói hắn phát ra trong thung lũng lập tức có một đạo kiếm quang gào thét lao ra hướng thẳng tới phía vương lâm trên mặt vương lâm lộ một nụ cười vẫn không lui lại phía sau mà ánh mắt lóe lên nhìn lại mũi kiếm kia tới gần nhất thời hóa thành một bóng người người này thoạt nhìn thì là một trung niên tướng mạo anh tuấn nhưng sắc mặt tái nhợt giờ phút này nhìn vương lâm trên mặt cũng nở nụ cười vương lâm hai vị tiền bối biết ngươi tới rồi theo ta đi xuống đi nam tử này chính là chu giật chu giật thần sắc như thường nhẹ giọng nói nơi này lúc đầu ta cũng hơi cảm thấy không thích ứng nhưng lúc này lại không ngại vương lâm ngươi lần này tới nghe nói là để cứu thanh long thánh hoàng phải không chu giật do dự một chút rồi hỏi vương lâm lắc đầu nhìn về phía chu giật thần sắc cung kính nói trừ việc cứu thanh long thánh hoàng ra còn có chuyện tình của tiên đế thanh lâm chỉ có thức tỉnh thanh lâm thì thanh sương mới có cơ hội sống lại chu giật nghe nói vậy thần sắc lộ vẻ kích động nhìn Vương Lâm, cảm kích nói, cảm ơn. Thần sắc Vương Lâm hơi phức tạp, lắc đầu không nói. Chu giật ngẩn ra, lập tức nghĩ tới điều gì đó, thần sắc cũng trở nên ảm đạm, cùng châm ngâm với Vương Lâm sau đó nhẹ giọng nói, ngươi cũng giống ta. Chỉ là ta còn có ngươi trợ giúp còn ngươi thì không ai trợ giúp. Chu đại ca vô năng không thể giúp được ngươi. Vương Lâm trầm mặc, không nói chuyện nữa. Không bao lâu xa, hai người đã đi tới đáy thung lũng. Ở nơi này có người đã lấy đại thần thông nghịch chuyển càn khôn, không ngờ lại tách được độc khí và nhiệt độ cao ra, tạo thành một thế nga ọi đảo viên. Một con sông nhỏ lững lờ trôi, không biết là chảy tới đâu. Bên bờ sông không xa có mấy căn nhà gỗ. Trên mặt đất còn có một mảnh cỏ xanh, trên đó còn có một chút hoa cỏ nở rộ. Vương Nam đang ngồi khoanh chân bên bờ sông, mỉm cười nhìn ái nữ Hồ Quyên đang ở bên bờ sông. Hồ Quyên lúc này giống như một hài tử, hai chân đang vung vẩy trên mặt sông, tạo nên những làn sóng gợn lan. Đi, Vãn bối Vương Lâm xin ra mắt hai vị tiền bối. Vương Lâm sau khi tới tấm màn tách nhiệt độ cao và độc khí ra liền đứng lại, cung kính ông quyền nói. Vương nham nhìn Vương Lâm một cái cười nói, nói ra nguyên nhân liệt vân tử đánh lén ngươi xem, nếu không nói thì sẽ không tha. Hồ Quyên ở bên kia bờ mỉm cười, uyển chuyển vén mấy sợi tóc, khẽ cười nói, Vương Lâm, chuyện này hắn đã giữ rất lâu trong lòng, luôn cảm thấy với thân phận của hắn, mà đi đánh lén một vãn bối thì quả thật quá dọa người rồi. Vương Lâm mỉm cười. Hắn cũng biết Hồ Quyên Vương Nham, sau khi trải qua trận đánh ở vùng đất yêu linh đối với mình đã thật sự thân cận, không coi mình là ngoại nhân nữa. Chuyện liên quan tới vụ đánh lén kia Vương Nham thật ra chắc cũng không phải để ý lắm. Giờ phút này nghe vậy Vương Nham liền giải thích qua một lượt. Vương Nham sau khi nghe xong cũng không hỏi tới việc này nữa. Năm đó ở vùng đất yêu linh Vãn Bối nghe tiên đế Thanh Lâm nói tới ba thứ: Vũ giới tôn điện, nguyên thần tinh thể, máu thanh xương, trong đó Vãn Bối đã có hai thứ, chỉ có duy nhất vũ giới tôn điện là vương lâm nói tới đây dừng lại một chút nhìn về phía vương nham vương nham gật đầu thần sắc trở nên nghiêm túc nói mấy năm nay ta cũng nhớ lại một chút vũ giới năm đó có tôn điện đó chính là nơi sư tôn năm đó thành đế việc này trước đây ta cũng đã nói cho ngươi lần này ngươi tới đây chẳng lẽ là muốn vương nham nhìn vương lâm vương lâm trầm mặc than nhẹ sau đó nói tới chuyện lão thánh hoàng lấy được vũ tinh nói ra vương nham nghe vậy động dung ngay cả hồ quyên cũng không nghịch nước nữa đứng dậy sò giày đi tới bên cạnh Vương Nham. Hai người nhìn nhau. Vương Nham trầm giọng nói, ân của Chu Tước Thánh Hoàng vợ chồng ta ghi nhớ trong lòng. Nếu Thanh Long Thánh Hoàng thực sự ở vũ giới, thì hai chúng ta sẽ trợ giúp để cứu hắn, cũng xem như là báo đáp ân Chu Tước Thánh Hoàng mang vũ tinh tới. Vương Lâm gật đầu. Vương Nham và Hồ Quyên hai người thu thập đơn giản một chút, cùng với Chu giật theo Vương Lâm rời đi, tiến thẳng vào tinh không. Về phần thân thể của Thanh Lâm thì vẫn được Vương Nham bảo tồn. Trên Chu Tước Thánh Tông, ở trong trận pháp, giờ phút này mọi người đang yên lặng chờ đợi. Đúng lúc này đột nhiên trong tình không có bốn đạo cầu vòng gào thét lao tới, trong nháy mắt đã tới gần trận pháp, hóa thành mấy người Vương Lam, Vương Nham. Vương Lâm không dừng lại mà trực tiếp bước từng bước vào trong trận pháp, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt lóe lên ánh sáng, quát khẽ nói, khai trận. Vừa nói tay phải hắn vừa chụp vào hư không một cái. Lập tức trước người hắn liền xuất hiện một cái khe, bên trong bay ra một tinh thể có tiên khí lượn lở, Cùng lúc đó, mấy vạn đệ tử tứ thánh tông nơi này đồng loạt nhắm mắt, toàn bộ tu vi trong cơ thể ảo ảo truyền vào trong pháp trận dưới thân. Lập tức từng đạo ánh sáng từ trong trận pháp này nhanh chóng lóe lên. Sau khi ánh sáng này đã đạt tới một mức độ nhất định, nhất thời liền theo trận pháp ngưng tụ lại trận pháp dưới thân 35 trưởng lão. Ngay sau đó những trận pháp này cũng tản mắt ra ánh sáng. Bọn họ hầu như cùng một lúc bắt quyết, tu vi điên cuồng vận chuyển, dung hợp với nguyên lực của mấy vạn đệ tử bốn phía, hóa thành 35 phần. Đồng loạt hướng về phía Vương Lâm ở trung tâm mà tiến tới, trong khoảng thời gian ngắn lao thẳng tới tinh thể kia. Tinh thể đó lập tức bộc phát ra ánh sáng chói mắt, từ bên trong tràn ra một cỗ tiên lực, không thể tưởng tượng hóa thành một cột sáng trực tiếp lao thẳng lên trời cao, tạo nên tầng tầng sóng gợn không ngừng lan tỏa về bốn phía. Trên bầu trời vang lên những tiếng động ầm ầm. Đại môn vũ giới chậm rãi mở ra trên bầu trời chủ tinh của Chu Tước Thánh Tông. Trong nháy mắt này, trong toàn bộ Liên Minh Tinh Vực, hầu như tất cả tu sĩ đạt tới tu vi nhất định đều cảm thấy tinh không dao động từng trận. Người đã quen thuộc liếc mắt một cái là có thể nhận ra ở một góc của Liên Minh Tinh vực, chỉ là La Thiên, Thi Âm Tông và các thế lực trọng điểm của Liên Minh Tinh vực đều đặt ở trên Chu Tức Tinh, đối với việc Vũ Tiên giới đột nhiên mở ra này tuy ngạc nhiên nhưng cũng không rảnh, mà phân thần đi vào. Lần trước ta tới Vũ Tiên giới đã thấy nơi này đang bất ổn, sụp đổ trong phạm vi lớn. Lần này cứu Thanh Long Thánh Hoàng phải thật nhanh. Vương Lâm lưu lại lời nói, thân thể nhoáng lên hóa thành một đạo cầu vòng lao thẳng về phía đại môn của Vũ Tiên giới, trên bầu trời. Phía sau hắn, 35 trưởng lão toái nghiết bay theo. Đám người Tư Đồ Nam, Vương Nham, Hồ Quyên cũng theo sau. Có một người thậm chí Vương Lâm cũng không phát hiện ra hóa thành một đạo ngân quang nhảy vào trong Vũ Tiên giới. Người này chính là nữ thi mặc ngân y, đồng thời vào lúc này, ở một tinh cầu xa xôi tại Bắc bộ của Liên Minh Tinh Vực, mặt đất đột nhiên chấn động, nứt thành hình chữ thập từ trong đó bay ra một lão giả tóc bạc tăng thương. Khuôn mặt người này bị mái tóc bạc che khuất, không thấy rõ tướng mạo. Trước người hắn lóe lên tinh quang, có vũ đỉnh biến ảo ra. Vương Lâm, ngươi trốn không thoát khỏi sự tính toán của lão phu. Giờ phút này gió thổi lên, khiến mái tóc rối bời trước mặt lão bay sang một bên, lộ ra tướng mạo, bất ngờ lại là